Ngày 6 tháng 1, bọn phản động Pol Pot In chúng đã tháo chạy ngay khi các đơn vị liên quân hành tiến đánh tan lớp phòng ngự vòng ngoài của chúng. Pol Pot đã cho nhiều đơn vị rút lên phía tây. Chúng hùng hăng nói, rút vào rừng, tiến hành cuộc chiến tranh du kích trường kỳ chống lại Việt Nam và sẽ chiến thắng Việt Nam sau khoảng 100 năm nữa. Chúng còn tính một cách ngây thơ, ngông cuồng rằng cứ một lính Pol Pot giết 20 bộ đội Việt Nam thì khoảng 100 năm nữa nước Việt Nam sẽ bị Pol bon Pot thôn. Sau này, theo hồi ký của Vương quốc Sihanouk cho biết, trưa ngày 6 tháng 1 năm 1979, Pol bon Pot cho lính dẫn quốc vương Sihanouk đang bị giam lỏng từ khu vực Hoàng Cung đến làm việc, nhưng chúng đưa quốc vương ra sân bay để bay sang Trung Quốc với dự định mượn tiếng nói của quốc vương Nodorom Sihanouk diễn đàn Liên Hợp Quốc họp ngày 8 tháng 1. Nhưng theo hồi ký của mình, quốc vương Sihanouk đã tố cáo tội ác tày trời của bè lũ Pol bon Pot giết hại hàng triệu người, trong đó có 5 người con của quốc vương, trước hàng trăm nhà báo các nước phương Tây ở Bắc Kinh. Cuộc họp báo kéo dài 8 giờ vì các nhà báo đã liên tục hỏi quốc vương về tình hình Campuchia. Vì 3 năm, thế giới bị bừng bít thông tin. Nhờ các hãng thông tấn lớn mà mấy ngày sau, toàn thế giới hiểu rõ thêm tội ác diệt chủng của tập đoàn Pol Pot Insari khiêu Samphon, cũng như sự giúp đỡ trí tình của Việt Nam đó là giúp đỡ cấp bách vô tư cần thiết để cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Cùng với những âm mưu thủ đoạn về ngoại giao, chiều mấy tại Nông Pinh, Bộ Chỉ huy Pol Pot ra lệnh tiêu hủy tài liệu, chúng hòng phi tang toàn bộ chứng tích tội ác của chế độ diệt chủng. Chúng vội vàng rút chạy bằng đủ các phương tiện theo đường 5, đường 6 lên phía biên giới tiếp giáp Thái Lan. Trong cuộc rút chạy ngày hôm đó, có cả Yung Sari, Khieu Samphon và toàn bộ bọn cầm đầu của cái gọi là Campuchia Dân Chủ. Trước khi tháo chạy sang đất Thái Lan, bọn cầm đầu diệt chủng đã chạy sang đó. Chúng ta cũng biết tin, trước khi tháo chạy, bọn cầm đầu đã lệnh cho đám lính áo đen nhanh chóng tản ra các vùng đất xa xôi, hiểm trở để bảo toàn lực lượng, chống phá lại cách mạng Campuchia trần chính, phục hồi nền chế độ diệt chủng của chúng. Xong cái mốc lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979, mà mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã đánh đổ chế độ độc tài khát máu, diệt chủng của phản động Pol Pot in Saudi mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Từ đây đất nước chùa tháp đã có chính quyền mới, đó là chính quyền của nhân dân. Nhưng thắng lợi này chưa triệt để hoàn diện, vì bọn cầm đầu và lực lượng quân đội Pol Pot chưa bị tiêu diệt hết, chúng đã tháo chạy vào rừng. Bọn đầu sỏ đã có âm mưu chạy sang cư trú ở bên đất Thái Lan từ trước. Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy liên quân Campuchia Việt Nam quyết định chỉ đạo các lực lượng vũ trang của ta và bạn trên chiến trường Campuchia phải tiếp tục triển khai ngay nhiệm vụ chiến đấu, kiên quyết truy quét bọn tàn binh địch, không cho chúng tập hợp tổ chức lại, củng cố xây dựng căn cứ để tiến hành chống phá cách mạng. Đồng thời tấn công vào rừng truy diệt bọn Pol Pot những khu vực đông dân đang tập trung bị chúng lùa vào đó nhiệm vụ cấp bách của quân tình nguyện là cứu giúp nhân dân giải phóng nhân dân các đơn vị đang đứng chân ở phía sau cũng phải nâng cao cảnh giác ra sức tuyên truyền vận động nhân dân hiểu được chính sách nhất quán của mặt trận cứu nước campuchia từ đó nhân dân phát hiện những phần tử pol pot khát máu trà trộn ở trong dân báo cho chính quyền xử lý một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là xây dựng chính quyền mới của nhân dân các lực lượng vũ trang dân quân tự vệ và các tổ chức quần chúng khác. Thế rồi đêm đầu tiên tại thủ đô Nông Penh đã đi qua. Một đêm vui mừng trong sự căng thẳng của sự cảnh giác. Trời sáng, mọi người đều cảm thấy khoan khoái. Anh em ban năm rất nhanh, phục vụ cho cơ quan trung đoàn một bữa sáng. Bình minh chiếu rọi, gió nhẹ thổi. Một ngày mới thực sự bắt đầu. Ban chính trị trung đoàn tổ chức giao ban, thông báo về tình hình và nhiệm vụ mới của trung đoàn. Theo đó, trung đoàn 273 vẫn dừng chân tại vị trí. Các tiểu đoàn được điều chỉnh lại đội hình, phải có nhiệm vụ lung sục kiểm tra, tìm những tên Pol Pot còn lẩn trốn, yêu cầu phải làm công tác dân vận, phải bảo vệ tài sản của nhân dân của bạn, không được lấy hay thu những tài sản đang có tại thành phố khi chưa có lệnh. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là bảo vệ cho đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tổng tham mưu cùng cơ quan tác chiến đến bằng máy bay trực thăng để đi thị sát tình hình thủ đô Nông Penh. Khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 1, chiếc máy bay trực thăng chở đoàn cán bộ cao cấp bay lượn vòng quanh thành phố. Tiểu đoàn 3 được lệnh bảo vệ khu vực máy bay đáp xuống an toàn. Trên trời có tiếng nổ lụp bụp, rồi có những chùm khói của đạn pháo phòng không do bọn Pol Pot bắn máy bay. Nhưng rất may là không trúng. Máy bay lượn thấp rồi đáp xuống ngay giữa cầu Monivong Tướng đạo cùng đoàn cán bộ xuống máy bay vào làm việc với ban chỉ huy trung đoàn 273. Một hồi sau, được tiểu đoàn 3 bảo vệ, ông cùng đoàn cán bộ với chỉ huy trung đoàn kiểm tra tình hình một số đơn vị khác. Tình hình hết sức cẩn trương nên làm việc phải rất mau lẹ. Khoảng 10 giờ sau khi phân công đồng chí Diễn cùng ba đồng chí bạn trong đội công tác đi nắm tình hình bên kia cầu, tôi rủ anh Dũng cán bộ quân lực đi thăm thành phố. Hai anh em mỗi người một khẩu súng ngắn K54 và đeo mỗi người một túi mìn Claymore đựng sổ sách hoặc các thứ linh tinh cho tiện. Không an tâm lắm với hai cái đùi gà. Tôi mang theo khẩu AK với hai hộp đạn. Hai anh em bắt đầu đi vào trong trung tâm. Quái lạ, bộ đội thì nhiều mà sao phố vẫn vắng vậy. Đi qua các dãy phố, các cửa hàng lớn nhỏ, buôn bán đủ thứ. Chắc từ chế độ lon non, nhiều gian hàng đã bị lục lọi, các cửa hàng vải vóc rất nhiều và đẹp giống như các dãy phố buôn bán ở sài gòn có căn nhà đang bị cháy hai anh em đi nhanh ra khỏi nơi cháy khu vực này đã thấy có từng tốp bộ đội của các đơn vị cũng vào các nhà hàng cửa hiệu lục lọi tìm kiếm linh tinh vải vóc hàng hóa giấy tờ đồ văn phòng phẩm cùng các đồ quý hiếm rất nhiều tới cửa hàng bán vải rất nhiều loại vải quý xếp trên kệ hai anh em lấy một cuộn dùng mũi dao găm cắt mép vải để kiểm tra vải bền quá không thể xé được, đành lấy dao cắt ngang mấy mét. Chúng tôi lấy mỗi người 2 mét vài khổ đúc màu đen trên toàn chữ Anh. Chắc vài xuất xứ từ nước Anh. Chúng tôi vào cửa hàng bán các loại máy văn phòng. Anh Dũng nói, có nhiều máy tính điện tử phú ạ. Tới đó tôi cũng như nhiều người, có biết máy tính điện tử là gì đâu, nên rất ngại. Tôi nói, đừng sờ mó, hư máy đây anh ạ. Anh Dũng nguyên là giáo viên trung văn, dạy cấp 3 ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Anh cũng nhập ngũ năm 1972 như tôi, nhưng anh học đại học nên hiểu về máy móc kỹ hơn tôi. Anh cầm lên cái máy to bằng quyền vở, bấm bấm. Nhưng khi nghe tôi bảo vậy, anh bỏ liền đặt xuống bàn. Chúng tôi qua xem cửa hàng kế bên. Đây là nơi bán hàng tạp hóa. Thấy có nhiều cái kéo cắt tóc, có răng lược. Tôi mạnh dạn lấy một cái và cái lược nhựa màu đồi mồi, nhãn hiệu Pháp, để dùng hàng ngày. Nghĩ rằng cái lược là vật nhỏ không đáng gì nên tôi mới lấy. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ cái lược ấy. Đã mấy chục năm rồi, mà cái lược đó vẫn dùng tốt. Trải đầu vẫn thích. Đây là kỷ niệm hiếm hoi. Những ngày tôi ở chiến trường. Hai anh em tiếp tục, vừa đi vừa ngắm cảnh sát thành phố, cho chuyện vui hẳn lên. Chúng tôi vào một cửa hàng bán xe máy. Những chiếc xe máy xếp thành dãy dài. Toàn loại xe Mobilet màu xanh, màu vàng mới tinh. Chắc chủ nhà đã bị bè lũ ăn ca giết. Vì bè lũ ấy căm ghét người giàu có. Nghĩ vậy lòng tôi nhói đau. Chúng tôi ngắm nghĩ chiếc xe. Loại xe này sử dụng tiện lợi vì gọn nhẹ, vận tốc vừa phải. Thấy xe vô chủ, tôi nổi hứng nói. Lấy một xe để đi anh ạ. Anh em mình tìm đến Hoàng Cung. Tôi bèn dắt theo một chiếc xe ra ngoài đường. Xe không có xăng, tôi lấy can xăng ở gần đó đổ đầy bình. Chống chân xe nhảy lên đạp nhanh đạp mạnh xe mới của pháp có khắc vừa đạp một cái đã nổ giòn tôi hất chân trống rồi nói lên xe đi anh anh dũng ngồi lặng đằng sau tôi thăng ga xe chạy đi ngon lành đi một lúc đã tới một con đường chỗ ngã ba có mấy đồng chí bộ đội nào đang gác ở đó tôi hỏi thăm đường ra hoàng cung anh em chỉ đường cách đây gần cây số tôi phóng một mạch dọc một bờ sông tông lê sáp liền tới hoàng cung Hoàng cung đã ở trước mắt tôi, cung điện nhà vua mà trong sách báo tưởng ca ngợi đây sao. Tòa nhà rộng, kiến trúc Khmer me hoành tráng mà vẫn ấm cúng, thân thiện với những mái vòm, tượng rắn thần vươn ra, biểu tượng tô tem thần linh của người khơ me trước mặt hoàng cung là con đường lớn chạy dọc bờ sông rộng chạy êm đềm thảo nào trong sách báo cứ tả hoàng cung nông penh nguy nga đổ sộ soi bóng xuống dòng tông lê sáp hùng vĩ thủ đô nông penh là một thành phố bốn mặt sông. Tôi háo hức chống xe dựng cạnh đường. Hai anh em leo lên các bậc, vào khu vực như là hội trường lớn. Ở đây đã có chiến sĩ sư đoàn 7 làm nhiệm vụ canh gác. Mới đầu họ không cho chúng tôi vào. Tôi nói, tôi vào thăm Hoàng Cung một lúc thôi. Anh em nói, vậy các anh chỉ được vào nhà lớn này thôi, không được vào sâu ở bên trong. Chúng tôi nghi còn có bọn Pol Pot lẩn trốn nguy hiểm. Tôi nói thế cũng được. Hai anh em vào trong phòng khách, bỗng thấy mát lạnh. Mắt tôi như hoa lên trước tranh ảnh, đồ đạc và đặc trưng là màu vàng, màu đỏ của chốn cung đình Á Đông. Bên ngoài tòa nhà thì có lối kiến trúc rất cam phủ chia, nhưng trong nhà thì toàn ghế sa lông, tuyệt sang trọng theo cách bài trí của châu Âu. Có biết bao nhiêu tủ, bày các vật trang trí đẹp vô giá, nào là những đôi ngà voi dài tới 2 mét, chạm khắc hàng ngàn con voi lớn nhỏ, rất nhiều ngà voi cái nào cũng được chạm trổ tinh xảo hay những cái sừng to sau này mới biết đó là sừng tê giác trong các tủ bày toàn là vàng bạc ngọc xanh ngọc đỏ theo hình các đồ vật cũng chẳng biết là đồ thật hay đồ giả để trang trí chắc là những kỷ niệm trong những chuyến thăm viếng nước ngoài và quà của các đoàn khách đến thăm đất nước chùa tháp hay là các kỷ vật báu vật dân chúng dâng tặng các đời vua rồi tranh ảnh thật nhiều cái gì cũng đẹp sang trọng đến mức chúng tôi chỉ ngắm nhìn, nuốt nước bọt, mặt trầm trồ thán phục, chứ không dám chạm tay vào. Trên bức tường tranh và nhung, tôi thấy nhiều loại kiếm, từ kiếm dài gọi là trường kiếm, kiếm ngắn là đoàn kiếm, như dao găm dài khoảng 30cm, trường kiếm treo trên cùng dài khoảng 1m, tay nắm bằng ngà voi chạm khắc, các chữ nhật màu vàng, có trùng tua rua đỏ, bao kiếm cùng những chạm trổ tinh xảo, ngắm mãi không chán mắt vì nó biểu hiện uy quyền của một chế độ đã lui vào quá khứ sau này qua hồi ký của quốc vương Sianuk tôi mới biết thêm ba năm bè lũ pol pot đã giam lỏng nhà vua ở đây ba năm nhà vua không được tiếp xúc với ai ăn uống kham khổ chúng muốn cải tạo nhà vua hai anh em vô cùng vui vì buổi đi chơi đó ra chỗ chiếc xe không biết ai đã lấy mất chúng tôi đi bộ dọc phố rồi đi dọc bờ sông gần đến vòng xuyến cầu Monivong nơi chung đoàn bộ đóng quân bất ngờ một chiếc xe jeep chạy đến đỗ đứng khượng trước mặt trên xe có mấy đồng chí bộ đội đeo băng đỏ kiểm soát quân sự súng đạn đầy mình cùng với hai người không đeo quân hàm trông có vẻ đứng tuổi gọi chúng tôi lại hỏi đường đi đến hoàng cung chắc mấy anh đi kiểm tra canh gác bảo vệ hoàng cung tôi chỉ đường rồi nói các anh cứ đi đi anh em tôi vừa đó ra chiếc xe vụt đi về đến chỗ đóng quân đúng lúc ban chính trị tổ chức họp toàn thể để phổ biến nhiệm vụ nhìn nét mặt của mọi người thấy ai cũng vui vẻ hồ hởi to nhỏ thì thầm chắc mọi người cũng vừa đi bắt phố như chúng tôi đồng chí chính ủy trung đoàn diệp xuân ánh và đồng chí nguyễn kim tiến phó chính ủy đến dự đồng chí tiến nói từng công việc của một cơ quan của tiểu ban phải làm tôi còn nhớ anh tiến nói chúng ta đã đánh đổ bọn phản động pol pot insari hòa bình đã lập lại Bây giờ là lúc chúng ta phải giúp bạn xây dựng chính quyền. Chiến tranh như vậy đã kết thúc. Vì vậy, tiểu ban cán bộ phải phanh ngay các trường hợp phát triển sĩ quan. Tiến tới, chúng ta phải có kế hoạch giải ngũ, nên dừng phát triển cán bộ lại. Tôi thấy rất bất ngờ và nghĩ, kiểu này lại giống như năm 1975 đây. Mình và rất nhiều người đã bị thiệt thòi khi chiến tranh kết thúc, bị nhầm lẫn chức vụ. Mình không được phong hàm sĩ quan, rồi cứ đeo mãi cái hàm trung sĩ để đợi giải ngũ mà sĩ quan và hạ sĩ quan chiến sĩ tiêu chuẩn khác hẳn nhau các chế độ hàng ngày như nhu yếu phẩm sĩ quan cũng được ưu tiên rồi tới cái mũ cối đôi dép cái thắt lưng hay bộ quần áo sĩ quan có đợt được phát mà hạ sĩ quan chiến sĩ thì không đi chiến đấu lính thì không có chế độ gì ở hậu phương nhưng nếu sĩ quan thì bố mẹ vợ con ở quê được nhận lương của mình đầy đủ tự nhiên tôi thấy nỗi buồn ập đến tôi thấy có nhiều điều bất công không hợp lý trong việc đối xử giữa cán bộ sĩ quan và hạ sĩ quan chiến sĩ đành rằng sĩ quan là một nghề hạ sĩ quan chiến sĩ là đi nghĩa vụ nhưng nghĩa vụ thì một năm hai năm chứ thực tế đã có nhiều rất nhiều người chỉ là lính mà đã có tới năm năm mười năm trong quân đội họ thật là thiệt thòi phòng họp khói mù thơm lừng mùi thuốc lá cao cấp toàn thứ sang trọng ông chỉ mọi người nhìn khói thuốc lá rồi nói tôi đố các đồng chí gói thuốc thơm này là thuốc gì mà sao có vẻ khang khắc sao gói thơm mà hình như ai cũng hút mọi người nhao nhao lên trả lời trong niềm phấn khích sẵn có báo cáo có nhiều loại thuốc lá hút rất thơm chính ủy ánh nói tiếp vậy à anh em lấy ở đâu mà nhiều vậy một đồng chí hồn nhiên trả lời có một nhà máy sản xuất thuốc lá anh em ban năm đã lấy được một số thuốc hút chính ủy nghiêm mặt nói chết rồi ai cho phép các đồng chí lấy Ai cho phép các đồng chí hút thuốc của bạn? Bạn chính trị mà hút thuốc lá mà lấy chiến lợi phẩm của bạn thế này thì sai rồi. Vi phạm kỷ luật to. Các đồng chí đã được học tập các quy định, các hướng dẫn về công tác dân địch vận, kỷ luật chiến trường, rồi sao mà hành động như vậy? Các tài sản ở thành phố từ cái kim, từ sợi chỉ hay như điếu thuốc đều là của bạn. Chúng ta đều không được phép sử dụng. Các đồng chí phải làm gương ngay cho anh em chiến sĩ dưới đơn vị cơ sở. Tất cả tài sản, cơ sở vật chất, chúng ta phải giao lại cho bạn hết. Phòng họp lúc đầu sôi nổi, hô hởi, vui là thế. Giờ đây tất cả im phăng phắc, tắt lịm như bếp lửa đang cháy, bị dội vô thủ nước lạnh. Chính ủy ánh nói tiếp một hồi. Hiện tại tôi biết các đơn vị, anh em đang có hiện tượng vi phạm kỷ luật rất nhiều, nhất là trong việc thu nhặt hàng hóa, nhu yếu phẩm. Ngày ban năm của trung đoàn tôi cũng được nghe nói đã tận thu rất nhiều vải vóc, thuốc men, đường sữa, bột ngọt. Ai? Ai cho phép các anh lấy các thứ? Phải trả lại ngay. Các đồng chí lấy đâu? Thì phải mang trả lại ở ngay ở đó, nếu không sẽ bị kỷ luật chiến trường. Ông càng nói càng hăng, vốn tính người chặt chẽ trong phát ngôn. Trong việc này, ông lại quá bức xúc. Hai hàm răng ông xít lại, nước da vốn có của dân miền biển Thái Bình được tô màu lại bằng những trận sốt rét rừng. Giờ đây trông lại càng tái hai bên khóe miệng đã có trắng trắng của nước bọt trông càng uy các trợ lý mặt ai cũng tái theo ngồi im không ai nói được gì nữa sự xanh mặt vội dập đi cái điếu thuốc đang hút mọi người cũng đã thấy những cái sai của mình và của anh em của các đơn vị trong việc thu và sử dụng chiến lợi phẩm không ai nhúc nhích phản ứng gì nữa mọi người đều im lặng nghe ông nói sau lời giáo huấn khá dài dòng của chính ủy chủ nhiệm chính trị đặng văn lưa phát biểu với giọng ôn tồn, xin nhận khuyết điểm trước ban chỉ huy trung đoàn, rồi hứa sẽ phải làm gương, phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong việc nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định, nhất là quy định về dân vận. Hướng giải quyết các nhu yếu phẩm của anh em đã tận thu, cứ cất tạm giữ vào một kho để lúc có điều kiện sẽ trao trả lại cho bạn. Ý kiến đó không được chính ủy đồng ý vì cho rằng để ở kho giao cho anh em cũng là phức tạp anh em vẫn sử dụng làm của riêng. Về thuốc thì quân y có xem loại nào sử dụng được để chữa bệnh cho thương binh, bệnh binh thì quân y giữ lại. Còn lại phải trả hết về chỗ cũ. Các đồng chí, trợ lý dân vận phải duy trì, kiểm soát việc này cho tốt. Thật là phức tạp. Lúc đó tôi xin phát biểu và đưa ra một số ý kiến để tháo lúc lúc lúc. Hiện tại trong thành phố chưa có dân về, nhưng ở phía bên kia cầu Monivong có nhiều dân tập trung khá đông. Họ là người vừa được đưa ra từ trại tập trung của Pol Pot. bạn nằm gom hết số hàng hóa đó, rồi cùng cán bộ dân vận, ban chính trị, cùng tổ công tác của bạn mang đến tận nơi phân phát cho dân. Việc làm này được hai điều tốt. Một là dân đang nghèo, không có cái ăn, không có cái dùng nên tác phát cho họ để tạo nên tình cảm của quân đội cách mạng Campuchia và quân đội Việt Nam với nhân dân. Thứ hai là chúng ta vừa không bị cấp trên phê bình, kỷ luật và lấy hàng hóa vì ta có lý do là tu chiến lợi phẩm để phát cho dân nghèo campuchia mọi người đều gieo lên hưởng ứng ý kiến của tôi chính ủy ánh và phó chính ủy tiến đều đồng tình với phương án đó ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm từ giây phút ấy không còn ai hút thuốc nữa không còn khói thuốc gian phòng trông mát hơn trở về nơi ở tôi gặp lại anh dũng cũng vừa họp với ban tham mưu xong anh dũng nói việc chiến lợi phẩm thấy gay quá phú ạ Liệu mình cầm cái kia có sao không? Tôi nói, mấy mét vải đó anh cứ buộc vào hai đầu võng. Ai có hỏi thì mình nói là lấy làm chăn đắp. Khi cần thiết thì không sao đâu. Anh Dũng cười ha hả. Sáng kiến hay đấy. Rồi anh nói với tôi. Vừa đi họp ban, 12 thành phố có rất nhiều ô tô mới địch bỏ lại. Trung đoàn sẽ lấy mấy cái để phục vụ. Anh đang tính điều em biết lái xe ở dưới đơn vị lên. Tôi nói luôn, cậu Hùng, bạn em ở đại đội 25 Lái xe khá thạo Anh điều hùng lên giúp em Chứ nó gầy gò Mà ở vận tải khanh vác nặng lắm Không chịu được Anh Dũng nói Được rồi anh sẽ viết quyết định ngay Tôi nói tiếp Vậy thì hay quá Để em xuống báo với Hùng cho nó vui Tôi cùng một người bạn trong tổ công tác xuống đại đội 25 Đơn vị vận tải của trung đoàn Cán bộ chiến sĩ ở đây Thường phải làm những công việc mang vác Khiêng cáng rất nặng nhọc chứ không phải là vận tải cơ giới. Đa số anh em là lính 72, 74, thường là số tụt tạt được điều động ở cứ lên để phục vụ chiến đấu, gọi nôm na là quân thu dung. Họ ở phía sau đào hầm vác đạn hay cáng thương binh liệt sĩ. Gặp tôi xuống, hùng và anh em rất vui, đem các thứ ra chiều đãi. Đại Đã đội toàn lính già, cho nên những cái khôn, cái tham vặt, cái tinh quái của lính có tránh khỏi. Anh em khoe với tôi là lấy được thu được rất nhiều thứ, nhìn mặt ai cũng ngời ngời ánh lên niềm vui. Tôi nghe họ kể thì toàn những đồ lặt vặt chẳng đáng giá gì, nhưng với mọi người họ rất vui, niềm vui dễ có với người bình thường. Tôi báo với Hùng về việc điều động lên làm lái xe, Hùng mừng ra mặt nhưng lại tỏ ra lo lắng. Tôi đã biết lái xe đâu?" tôi hỏi. "Thế ở đây có anh em nào biết lái không?" Hùng cho biết có cậu Sướng, lính 1978 quê Hải Phòng. Khi còn ở nhà đã là phụ xe khách, lái được cả xe. Tôi nói vậy để tôi về nói với anh Dũng điều cả hai lên. Khi tôi về, anh em nhét vào ba lô một vài chai rượu và yếu phẩm. Tôi ngần ngừ nhưng tôi nghĩ là kỷ luật cấm mình chứ không cấm cán bộ chiến sĩ Campuchia đâu. Thế là Ivan quắc luôn cái ba lô hàng quý hiếm hớn hở đi về. Tôi trở về tìm gặp anh Dũng. Nói anh điều cả sướng ở dưới đại đội 25 lên. Vì Hùng lái xe chưa tốt lắm, sướng nó đã phụ xe khách ở Hải Phòng lái hay tốt hơn Hùng. Anh điều cả hai lên, cho đứa lái chính đứa lái phụ càng tốt. Anh Dũng đồng ý với tôi, nói để tối anh báo cáo với anh Lập. Viết lệnh cho thăm mưu ký, sáng mai điều anh Trời đã về chiều, trung đoàn bộ được lệnh di chuyển sang bên kia cầu Môn Y Vông, sẽ tay trái theo con đường đất ở cạnh sông. Nơi đấy lưa thưa có những ngôi nhà sàn trong những khu vườn thật rộng toàn hồng xiêm quả xanh quả chín rất nhiều ban chính trị cũng ở một căn nhà sàn trong những khu vườn ấy ban năm đã nấu cơm cho anh em toàn cá tươi anh em kể cá ở dưới sông nhiều lắm những con cá kìm to bằng nửa cổ tay bơi từng đàn trên mặt nước có cái đầu hàm răng dài như mồm cá sấu trông chúng bơi tìm mồi y như các chiến hạm bơi vậy rất nhiều loại cá khác nhiều đông đặc đến kỳ lạ anh em chỉ cần cầm dao, mang mảnh gỗ ra làm thớt, lấy tay khua nước là cá đã bấu lại tìm mồi. Chỉ cần lấy dao lia một cái dưới nước là rất nhiều chú bị chém. Cứ thế cho tay xuống vớt lên, mổ bụng vớt xuống nước, cá lại bâu vào đông hơn, tranh nhau ăn ruột, ta lại lia dao xuống. Và cứ vậy, chỉ cần một lúc là đã có nổi cá to. Đúng như là bắt cá trong chậu nhà mình vậy. Anh em cứ thắc mắc Sao cá ở sông nhiều đến vậy? Chẳng lẽ dân ở đây họ không bắt, không ăn cá bao giờ? Sau này tôi mới biết, người dân Campuchia đánh bắt cá theo mùa. Tuyệt đối không bắt cá mùa chúng đẻ trứng. Vậy cho nên lượng cá ở đây ổn định. Nhưng cái chính là bọn Pol Pot không cho dân chúng được tự do bắt cá. Cơm nước xong, mọi người đang răng võng nghỉ ngơi. Thì anh em tiểu đoàn 1 giải đến một thằng tù binh. Anh em bắt được trong lúc đi truy lùng địch. Tên tù binh bị trói tay ràng sau Mình cởi trần Mặc mỗi cái quần xà lọn Nhìn tên này tôi thấy không giống Những tên lính Pol Pot đã thường gặp Da không trắng hẳn Nhưng không phải là nước da mai mái Xỉn đen như người Khmer Nó độ 30 tuổi To béo Có lẽ tên này người gốc Việt hay nước nào đó Tôi thoáng nghĩ như vậy Tên tù binh rất sợ hãi Không giống những tên tù binh khác tôi đã hỏi Đã gặp Là khi hỏi gì dù nó có hiểu hay không hiểu Thì chúng thường hay cười nhe răng ra Mặt trắng, răng trắng, da đen, tóc xoăn Rất đặc trưng của người Khmer Tôi hỏi một vài câu Anh em dịch cho hắn nghe Hắn cứ khai linh tinh Rồi cứ lấm lét nhìn Một lúc sau tôi trở về chỗ nằm Nói anh em cứ thẩm vấn tiếp đi Khoảng 15 phút nữa Tôi bỗng thấy có tiếng hô đứng lại Đứng lại Cả bằng tiếng Việt và tiếng Khmer Rồi hai loạt AK vang lên tôi choàng dậy sách súng chạy ra xem đồng chí diễn cùng sa trơn đang cầm súng thở gấp kể anh em đang hỏi cung thì hắn phùng lên chạy sa trơn đã bắn hắn trúng đạn chết rồi tôi nghĩ tình huống quá phức tạp mà làm sao thằng này bất ngờ vụt chạy như vậy bộ đội việt nam và quân đội cách mạng campuchia rất quan hồng với tù binh sao nó lại bỏ chạy tôi báo cáo với đồng chí đặng văn lưa chủ nhiệm chính trị về sự việc đáng tiếc ấy Đồng chí Lưa đi báo cáo với chỉ huy trung đoàn Rồi về nói với chúng tôi Dù là địch loại gì Thì chúng ta cũng tổ chức mai táng người kia Cho tử tế Nghĩa từ là nghĩa Đa số đồng tình Chỉ vài người thấy việc phức tạp Phải chôn cất tên tù binh Bèn lĩnh đi làm việc khác Anh Hình, cán bộ tuyên huấn Được phân công sang cùng tôi làm việc này Hai anh em hội ý với nhau Rồi anh em tôi ra quyết định Mai táng dưới gốc cây hồng xiêm Cũng là vị trí dễ nhận thấy để sau này người nào đó tìm bốc cốt đất ở đây rất cứng đảo khó gần một tiếng sau mới xong anh em định cứ thế hất luôn xuống tôi không nghe nói với anh hình trong điều kiện này mình cũng nên làm phúc cũng là biểu hiện tính nhân đạo của quân đội ta của chế độ của ta các đồng chí campuchia hiểu thêm về con người việt nam rồi tôi về lấy kết tăng rồi anh em cũng gói ghém cẩn thận lấy băng cứu thương buộc quấn theo tay chân theo cách khâm liệm của người việt Gần 10 giờ tối, công việc mới xong, tôi rửa tay chân lên võng nằm. Nằm một hồi, tôi cứ thao thức, cứ dằn vặt mãi không ngủ được. Cái khuôn mặt hình dáng và cái cảm giác lạnh đến ghê người của thằng lính Pol Pot cứ hiện lên. Cho tới hôm nay, khi tuổi đã đứng, tôi thấy chủ nhiệm chính trị Đặng Văn Lưa cùng ban chỉ huy trung đoàn và cá nhân tôi hành xử như vậy thật đúng. Một chế độ phát triển bền vững cũng chính là nhờ những chính sách nhân đạo một dân tộc được thế giới ngưỡng mộ, cũng là ở chính nghĩa và nhân đạo với kẻ thù của mình. Khi chúng thua trận, đầu hàng, dẫu rằng trước đó chúng đã gây tội ác. Buổi sáng ngày 9 tháng 1, sau khi ăn sáng xong, Ban Chính trị tập trung để chia tay nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng nhà báo đã đi cùng Trung đoàn 273 từ ngày đầu chiến dịch. Nhà thơ Bùi Minh Quốc bùi ngồi nói lời cảm ơn chia tay mọi người để trở về quân đoàn 4. Anh đọc cho mọi người nghe bài thơ anh mới viết trên đường tiến công cùng trung đoàn 273, rồi anh đọc thêm hai bài thơ khác nữa. Tôi không còn nhớ hết những vần thơ, lời thơ ấy của anh, chỉ ấn tượng, rất ấn tượng ở cái dáng vẻ lão nông của anh, cùng những vần thơ như có tiếng súng tấn công, như có tiếng bom thù, như có tiếng khóc thét hãi hùng của trẻ thơ, như có lửa cháy, như có máu chảy, có cả tình yêu đôi lứa hòa quyện. Tôi hỏi nhà thơ, sao anh đi chiến trường mãi? mà bây giờ anh vẫn phải đi tiếp anh cười trả lời vui ở tòa soạn ở hội văn nghệ họ nói bọn mình đã quen ở chiến trường rồi đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc nên ra chiến trường viết thực tế và hợp lý hơn anh nói đứa em gái mình bích ngọc hiện đang là phát thanh viên ở đài sài gòn giải phóng thấy mình tiếp tục ra biên giới cứ gàn mình mãi và nói làm thơ thì cứ gì phải ra trận có nhiều nhà thơ ở tại nhà không biết trận mạc là gì mà làm những bài thơ cũng trở thành bất hủ cũng được đưa vào trong sách giáo khoa của hoàng đường cho học sinh cớ sao anh vẫn phải đi nhiều người vẫn nghĩ như vậy đấy anh nhà báo quân đội thì nói anh quốc thì có bài thơ đọc cho các bạn nghe còn tôi nhà báo thì sẽ có bài báo quân đội và tạp chí văn nghệ quân đội để các bạn thưởng thức sau tôi còn nhớ sau lúc đó nhà thơ bùi minh quốc và nhà báo bỏ ba lô xếp hết quân tư trang ra Cầm cái ba lô dốc ngược lên, anh nhà báo nói. Các anh làm chứng nhá, trong ba lô chúng tôi không có một cái gì, gọi là chiến lợi phẩm đâu. Tôi nghĩ hai ông này cẩn thận, kỹ càng quá. Có lẽ bởi sáng hôm mùng 7 tháng 1, lúc ở bến phà nước lương, anh đã cầm xem một cái trống gỗ, trên mặt có bọc da chăn. Loại trống dân tộc mà người dân Campuchia trong các điệu nhảy lâm tôn là loại nhịp phách chính để dắt người nhảy. Người ta nghĩ chỉ vỗ vỗ mà trống tạo thành tiếng bập bùng nhịp nhàng, lúc dồn dập sôi nổi. Nghe nói dân Campuchia mà cứ nghe tiếng vỗ bập bùng của loại trống này là gác tất các công việc, vứt hết lại, già trẻ trai gái lại người đung đưa nhún nhảy theo nhịp trống, thả hồn theo điệu múa lâm thôn rất dân gian này. Hôm đó anh đang cầm xem cái trống đánh thử thì gặp ngay trung đoàn trưởng Trần Măng. Lúc đó trung đoàn trưởng đang điên đầu, sốt ruột lo lắng cho trung đoàn vượt sông nên đã to tiếng như quát nạt nhà thơ về việc lấy hoặc xem cái trống đó. Nhà thơ không có gì, im lặng, mang cái trống ra, nhẹ nhàng đặt vào cái đống hỗn độn trong quần tư trang, hòm xiển, xe bò kéo ở bên đường ấy. Đó cũng là hành xử của người văn hóa cao, không thèm chấp nhặt, tự ái trước cơn thịnh nộ của người khác. 8 giờ sáng, anh Dũng, cán bộ quân lực sang tìm tôi và nói Anh đã điều hai đứa lên rồi đấy, phú có sang nói chuyện với chúng nó không tôi cùng anh dũng đi sang gặp hùng và sướng có cả trung đoàn phó và tham mưu phó ở đó đang giao nhiệm vụ cho anh em đi nhận ô tô tôi nói trong thành phố nghe anh em nói bên kia cầu có khu để rất nhiều ô tô mới hùng với sướng nói luôn anh đi cùng giúp tôi với nhé tôi về gọi điện thêm xa trơn trong đội công tác rồi đi vào trong thành phố đến chỗ bãi để xe đúng là khu này có mấy dãy xe mới nguyên. Sau khi kiểm tra sướng nói, xe không đề được anh Phú ạ. Riêng cậu Hùng thì đúng là không biết gì về kỹ thuật xe ô tô, nên cứ đứng lóng ngóng ngượng ngùng. Sướng thanh mình tiếp, em chỉ biết cầm lái, chứ có biết gì về sửa chữa đâu. Thật may là ngày xưa tôi đi học cơ khí và đã có 6 tháng chuyên đi phụ sửa chữa ô tô, nên cũng có một số hiểu biết. Tôi bất đắc dĩ trở thành người sửa xe. Quan sát lần mò một hồi tôi nói ngay với mọi người xe này còn mới chưa có ác quy điện rồi nói sướng với hùng sang tìm ở xe khác hay trong kho có ác quy thì lấy về lắp hai anh em vào trong nhà kho thì thấy ngay cả một đống ác quy xếp ở trong đó hùng và sướng khiêng ra tôi lại lọ mọ nghiên cứu cách lắp đặt ác quy rồi đấu nối điện cho xe thế rồi cũng đấu được điện đúng sướng bật chìa khóa để máy một lúc thì máy nổ mọi người òa vui sướng chỉnh lại cái ghế ngồi cho hợp lý rồi tăng ga vào số vọt lên rất thành thạo nhưng hơi có phần mạnh bạo sướng chạy thử một vòng rồi nhiều vòng nữa như vậy là việc lấy và điều khiển xe mới đã hoàn tất tôi nói bây giờ hai ông xem lấy một bình ác quy nữa để đề phòng và lấy cả thùng dụng cụ sửa chữa ông sướng phải dạy cho ông hùng lái xe vì ở đây kho rộng tập lái được rồi tôi quay sang nói với hùng bằng mọi giá sáng nay ông phải biết lái, biết điều khiển xe đấy nhé. Chúng tôi trở về nơi đóng quân, sau khi ăn cơm xong, thì cùng ban năm và mấy anh em trong đội công tác ra khu vực đầu cầu. Hình như nơi đây trước kia là chợ xếp, tổ chức phát số hàng hóa mà ban năm đã thu được trong thành phố cho nhân dân. Khỏi phải nói là mọi người vui sướng như thế nào khi nhận được đủ thứ, nào là vải vóc, quần áo, mì chính, đường sữa, cùng các yếu phẩm khác nhân dân đồng thanh hô vang liên tục để chào mừng, cảm ơn bộ đội tình nguyện Việt Nam và bộ đội cách mạng Campuchia. Đến khoảng 3 giờ chiều, khi số hàng hóa trên hai xe ô tô cũng được phân phát hết, thì cũng là lúc nhận được lệnh di chuyển vào sâu bên trong. Anh em trung đoàn bộ tiếp tục hành quân dọc phía đông bắc sông Tông Lê Sáp, rồi trung đoàn bộ dừng chân ngay đối diện với Hoàng Cung. Nơi đây có trận địa pháo phòng không 100 ly, còn mới tinh, nằm giải rác Tổng số có 8 khẩu, chắc chúng mới đưa về đây để xây trận địa, hòng bảo vệ nông penh. Ngắm súng dầu mỡ còn bám đầy nòng, hình như chúng chưa bắn thử lần nào. Các nòng pháo đang được bịt đầu, vươn lên trời, đều quay về hướng đông bắc. Xe xích kéo pháo, những thùng đạn pháo vàng ươm còn nguyên đai nguyên kiện xếp đẩy xung quanh các khẩu pháo. Các đơn vị bộ binh của ta và quân đội cách mạng Campuchia đang truy kích địch, nhanh chóng dọn dẹp chứa ngại vật chất nổ tạo môi trường thật bình an để chính quyền bạn và thành phố tôi phóng mắt nhìn ra dọc bên phải con đường sát sông này là cao còn phía bờ sông chỉ có bãi lầy lúp xúp như khu rừng nhỏ người campuchia rất ý thức tạo môi trường sống sạch đẹp nhà cửa trong thành phố nhất là gần hoàng cung hay khu di tích không xây cao vượt quá hai ba tầng môi trường sống không chỉ tạo nên sức khỏe tốt mà còn cho con người tính cách chan hòa, lịch lãm, ung dung. Nhân dân Campuchia không tham lam, trước cửa mỗi nhà đều có một thùng nước, có cả bánh trái mời khách qua đường dùng. Từ việc đó, mỗi gia đình phun sóc đã giáo dục thế hệ sau, nối tiếp thế hệ trước, lòng từ thiện. ban Năm nấu cơm cho anh em, bữa cơm hôm nay có món tôm hùm và tôm càng xanh rất to. Nghe nói là sư đoàn thu được trong các kho đông lạnh tại sân bay Số hàng hóa thực phẩm này đang đợi xuất sang Trung Quốc. Sư đoàn cho phép phòng hậu cần tận thu và chia cho anh em các đơn vị. Đúng là đời lính chưa bao giờ được nhìn, được ăn những con tôm to đến như vậy. Chỉ có điều là không có rau. Đúng là không được phép hái rau, hái cả chua. Kể cả mấy vườn hành rất tốt ngay tại đây. Cũng không ai được phép đụng đến. Tôi còn nhớ tiểu ban cán bộ tổ chức nấu canh bằng những thứ rau hái được ở quanh đó đang nấu thì chính ủy diệp xuân ánh đi qua hỏi các đồng chí nấu gì đấy đồng chí trần đình tuấn trường tiểu ban trả lời báo cáo chính ủy anh em hái được ít nắm rau dại để cải thiện ai ngờ à, anh ánh hạ một câu vô cùng thâm thúy rau dại nhưng mà người khôn rồi anh bảo các đồng chí không đọc nội quy sao mà lại làm như thế mấy anh em đang nấu canh đứng ngây ra chẳng hiểu sao chỉ nối canh rau tập tàng đồng nội mà lại quy vào một câu nặng đến vậy. Và rồi họ dập bếp lửa, bỏ nồi canh đi. Mặt anh em đều rất buồn vì việc bình thường lại bị nâng lên thành bản chất. Rồi từ chuyện lấy lan truyền câu nói, giàu dại như người khôn, trở thành câu cửa miệng vui của lính trong trung đoàn 273. Khi có vấn đề gì cần nói về vấn đề dân vận, không ngờ câu nói ấy trở thành câu thành ngữ của lính trung đoàn 273 rồi lan tỏa sang các đơn vị khác trong sư đoàn. Sáu hôm sau, ngày mùng 10 tháng 1, anh em tiểu đoàn 3 rong đến một tù binh, mặc một quần áo lính Pol Pot, nhưng lại là người Việt nói tiếng Việt. Anh em nói, tù binh khai là lực lượng đặc biệt của mình, nhảy dù xuống đêm ngày 5 tháng 1, cách Hoàng Cung hai cây số về phía Bắc. Sau khi tôi cùng anh em thẩm vấn, thì thấy tù binh khai đúng như vậy. Đây là lực lượng đặc biệt của ta. Lực lượng này có 36 người, được huấn luyện ở Thủ Đức, có 14 người Campuchia, còn lại là bộ đội Việt Nam. Sau khi được máy bay trực thăng thả xuống phía Bắc Hoàng Cung, khoảng hai cây số, thì lấy thuyền đóng vai lính Pol Pot với nhiệm vụ xuôi xuống vào Hoàng Cung cứu quốc vương Norodom Sihanouk đang bị Pol Pot giam lỏng ở đó 3 năm nay. Nhưng bọn Pol Pot bảo vệ khu vực rất đông, bắn trả quyết liệt. Bộ đội ta nhiều người hy sinh, còn người này bơi được sang bờ Bắc, sau đó chúng tôi đón được. Sau này qua hồi ký của Sihanouk, người tù binh Khmer Đỏ. Chúng ta được biết, đêm ngày 6 tháng 1 năm 79, bè lũ Pol Pot đã nhanh chóng chuyển vợ chồng quốc trưởng Norodom ra nước ngoài như là để phóng thích. Chúng tôi gặp được đồng chí bơi sang bờ Bắc. Đồng chí ấy cho chúng tôi một mật khẩu nhờ báo gấp cấp trên. Tôi đã báo lại với trung đoàn và báo gấp lên sư đoàn. Sau khoảng chưa đến 30 phút, đã thấy có một chiếc cano rẽ nước từ bên Hoàng Cung sang đón. Hai đồng chí sang đón, rất cảm ơn anh em trung đoàn 273. Cấp trên và chúng tôi đang sốt ruột, mong tin của lực lượng đặc biệt này. Cảm ơn các đồng chí đã đón được anh em. Rồi cùng lực lượng đặc biệt xuống cano về bên kia sông. Như vậy, không phải chỉ có quân đoàn 4 tiến vào nông Pinh buổi đầu tiên. Trước đó đã có lực lượng đặc biệt nữa. Các anh là những chiến sĩ đặc công quân báo đi trước để làm nhiệm vụ đặc biệt. Cứu những người đang bị bè lũ ăn ca giam giữ trong thành phố hay giữ mục tiêu quan trọng không để địch phá hủy trước khi tháo chạy. Một trong 36 chiến sĩ ấy được bộ đội tiểu đoàn 3 bắt. Sau đó tôi trực tiếp phỏng vấn và nhận ra người của mình nên nhanh chóng đề nghị ban chỉ huy báo lên cấp trên để họ tiếp tục làm nhiệm vụ đặc biệt. Sau này chúng tôi được biết 36 đồng chí ấy đã chiến đấu quả cảm và 35 người đã ảnh dũng hy sinh. Trong những ngày này, cuộc cách mạng nhân chân chính của nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ trí tâm trí tình của nhân dân Việt Nam, trực tiếp là quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng cách mạng cứu nước Campuchia đã giải phóng thủ đô Phnom Penh, giải phóng đất nước Chùa Tháp. Nhân dân Campuchia từ già trẻ gái trai đang vui với hạnh phúc lớn, thoát khỏi họa diệt chủng, gia đình sum họp, đất nước hồi sinh của cuộc sống như đồng bào miền Nam nước ta năm 1975. Nhân dân chùa tháp đang như trong mơ Thậm chí nhiều người không dám Chưa dám tin là sự thật Khi mình thoát khỏi địa ngục đen tối Đầy đau thương chết chóc Trong những tháng ngày qua Dưới sự cai trị của bọn đao phủ Pol Pot Bọn Anka Các công xã trại tập trung Thực chất toàn đất nước Đầu đầu cũng chỉ thấy dưới mặt đất Là lũ áo đen ghê sợ Trên tay đứa nào cũng có ngoài súng Còn có một cái búa lưỡi dìu sắc lẹn Chúng sẵn sàng đập vào đầu mọi người và cả hàng đoàn người dân vô tội. Những người dân thành phố, những bác sĩ trí thức, những nhà khoa học hay tất cả trẻ em là con cái của họ. Và ăn ca xếp vào dân loại 3. Dân loại 3 là người thành phố trí thức quen ăn bám, nếp sống tư sản, nên cần phải tiêu diệt, cần phải cải tạo hay loại bỏ, giống như bọn Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái trong đại chiến thế giới thứ hai chúng xây dựng chế độ xã hội không có tiền không chợ không trường học không có bệnh viện đất nước campuchia là đất nước của đạo phật rất truyền thống mà giờ đây chúng phá hết cả đền chùa tiêu diệt tàn sát những người tu hành đều bị xếp vào thành phần xấu cần phải loại bỏ khỏi xã hội trong những đống xương người ở trại tập trung giữa rừng có rất nhiều hài cốt của đủ các lứa tuổi dưới đất là trại tập trung những cánh đồng chết trên không trung là từng bầy quả đen, bầy kền kền như những đám mây. Chúng đã ăn no, xác xúc vật, xác người. Một đất nước rơi vào thảm họa như vậy. Những cây thốt nốt rất đặc trưng của đất Campuchia cũng mất sức sống, tàn lá rũ xuống bởi những đám cháy đốt rừng làm rẫy, đốt cỏ làm ruộng. Những tàu lá ngạc nghiêng, đu đưa vật vã trong gió bão. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu tiên của ngày mới làm ấm lòng người bừng lên sức sống mới những tia nắng mới chứa thật đủ sức nóng để xua đi những đám mây mù những bóng ma những tên đao phủ những thần chết và lũ quỷ khát máu chúng cũng rất nhanh chân chạy trốn vào trong rừng sát đất biên giới thái lan rồi từ đó chúng lại được bọn quan thầy hà hơi tiếp sức bắt đầu củng cố lại lực lượng củng cố dũng khí quay lại chống phá cách mạng thế là chỉ sau mấy ngày được bình yên những người dân vô tội lại bị cướp bóc hãm hại nhân dân những làng xa trục đường giao thông những cụm dân cư bị chúng lùa vào trú ngụ ở trong rừng sâu xa các phố thị thành phố bắt đầu bị chúng giết hàng loạt thậm chí chúng đã tổ chức cả cấp tiểu đoàn trung đoàn sư đoàn có cả xe tăng pháo binh yểm trợ điên cuồng tấn công vào lực lượng cách mạng gây cho ta một số tổn thất thậm chí một số vùng đã được giải phóng đã bị chúng chiếm lại, gây nên những hoang mang cho người dân, gây khó khăn cho các cấp chính quyền vẫn còn non trẻ của bạn. Vì vậy, cuộc chiến của quân và dân Campuchia và các đơn vị tình nguyện Việt Nam còn phải tiếp tục, còn phải đổ máu, hy sinh để đi đến thắng lợi cuối cùng. Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy liên quân Campuchia Việt Nam đã quyết định các lực lượng vũ trang trên chiến trường Campuchia phải triển khai ngay nhiệm vụ chiến đấu kiên quyết truy quét tiêu diệt tàn binh còn đang rất mạnh của địch không cho chúng kịp tổ chức củng cố xây dựng căn cứ quân sự tiến hành chống phá cách mạng campuchia chúng ta vừa phải tiến công truy quét tàn quân địch vừa phải tiến công vào sâu trong rừng để cứu dân giải phóng dân phải đưa hàng vạn hàng chục vạn người dân vô tội đang bị chúng kìm giữ trở về quê hương thoát khỏi sự quản lý giam cầm dưới nanh vuốt của bọn angka bọn khmer đỏ khát máu những đơn vị hoạt động ở phía sau phải nâng cao cảnh giác, xây dựng tinh thần chiến đấu cao, cảnh giác trước những âm mưu và thủ đoạn của địch, ra sức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để mọi người biết, hiểu rõ bản chất, hiểu rõ tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot Insari, để nhân dân phát hiện số địch đang hoạt động, hai mặt trong chính quyền, để góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền nhân dân các cấp và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Quân đội nhân dân Việt Nam đại diện là quân tình nguyện phải phát huy cao hơn nữa chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản giúp đỡ chính quyền bạn giữ vững thành quả thắng lợi đã giành được bằng chiến thắng vang dội ngày 7 tháng 1 năm 1979. Chấp hành mệnh lệnh trên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 341 bảo vệ thủ đô Nông Pinh ở hướng Tây Nam, truy quét tàn binh địch trên địa bàn tỉnh Công Pông Sư Pư bảo vệ giải tỏa thông đường số 4 từ Nông Penh đi cảng Công Pông Sôm. Thế là cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 341 cùng toàn quân tình nguyện Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến với vô vàn những khó khăn gian khổ, đổ máu cùng sự hy sinh. Cuộc chiến dài cực kỳ khốc liệt bắt đầu từ những ngày này. Tỉnh lệ Công nằm trên trục đường số 4 cách thủ đô Nông Penh 48 km về phía tây nam từ thị xã này kéo dài về phía Bắc, Tây Bắc là rừng núi, nối liền với tỉnh Cô Công, hướng Bắc Đông Bắc cũng là rừng Đại Ngàn, tiếp giáp với tỉnh Po Sát, Cục Bông Chư Năng, Bát Đam Bang và kéo dài đến tận biên giới Thái Lan. Rừng núi Đại Ngàn nối tiếp nhau đã tạo thành một vành đai chiến lược quan trọng. Những năm trước, Tập đoàn Phản động Pol Pot đã dựa vào những vùng rừng núi hiểm trở này để thực hiện chiến tranh du kích với chính quyền Lon Non thời gian đó chúng chưa bộc lộ tính chất phản động diệt chủng nên đã tổng tiến công giành thắng lợi vào ngày 17 tháng 4 năm 1975 nhưng khi vào thành phố Phung Sóc ngay lập tức chúng bộc lộ âm mưu diệt chủng dấu trước đó là đuổi dân ra khỏi nơi cư trú thanh trừng phần tử được coi là giàu có quan hệ với chính quyền cũ giết tất cả những ai chúng nghi ngờ là chống đối ăn Ca chỉ một thời gian ngắn chúng biến đất nước Chùa thấp đầu đầu cũng có trại tập trung, hố chôn người. Về đối ngoại, chúng muốn xâm chiếm Việt Nam dọc biên giới Tây Nam và đã đốt phá làng mạc giết nhân dân Việt Nam như đối với nhân dân Campuchia. Hiện nay trong tình hình mới, để tiến hành chiến lược chiến tranh lâu dài với Việt Nam, và Pol Pot vẫn chọn tỉnh này, khu vực rừng núi này làm những khu tổng kho hậu cần, vũ khí chiến lược của chúng. Toàn bộ vũ khí đạn dược, phương tiện chiến tranh của bọn phản động nước ngoài, chi viện được chuyển sang cảng Công Pông Sông, theo đường số 4 dồn về đây để trung chuyển và phân phát đi cho khắp nơi. Chúng cũng đang xây dựng một tuyến đường sắt hiện đại từ cảng về Công Pông Sư Pư. Khi chúng vào chiếm lĩnh thị xã, vẫn còn hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, phương tiện chiến tranh. Chúng không thể chuyển cất giấu hết vào trong rừng. Có rất nhiều khu kho lớn, rộng, rộng hơn cả khu tổng kho Long Bình Biên Hòa nhiều khu đã bị lực lượng không quân của ta oanh kích, cháy nổ nhiều ngày liên tiếp. Sau cú choáng váng và đòn đánh tiến công của bạn, cùng các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam ngày 7 tháng 1, chỉ sau ít ngày, bọn Pol Pot đã nhanh chóng tụ tập lại. Phần lớn lực lượng quân khu Tây Nam cùng toàn quân của các sư đoàn 703, 221, 340 và đoàn 152 lính thủy đánh bộ của Pol Pot hội tụ về hướng Bắc Tây Bắc và tây tây nam thị xã Công Bông Sư Pư. Ở phía bắc đường số 33 là tàn quân của các sư đoàn 230, 310, 270 cùng văn phòng 870, tức là văn phòng Trung ương Đảng Pol Pot, bộ tổng tham mưu Pol Pot đóng ở khu âm len phía bắc thị xã Công Bông Sư Pư, khoảng 60 km. Trước tình hình đó, theo điều động của quân đoàn 4, ngày 4 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 341 đưa trung đoàn 266 lên thay vị trí của trung đoàn 10. Sư đoàn 339 tại thị xã Cộng Công Sư Pư. Trung đoàn 270 đứng chân trên tỉnh Lộ 33, cách thị xã 15 cây số về phía Bắc, Tây Bắc. Trung đoàn 273 đứng trên tỉnh Lộ 26, cách thị xã khoảng 10 cây số. Sư đoàn bộ trung đoàn pháo 55 cùng các đơn vị đóng quân ngay tại thị xã Cộng Công Sư Pư và khu vực nhà máy đường. Sau khi ổn định vị trí đóng quân, các đơn vị bắt tay ngay vào nhiệm vụ truy quét địch và vận động nhân dân xây dựng chính quyền trên tỉnh lỵ Công Bông Sư Pư. Theo đài kỹ thuật của ta, trên địa bàn đảm nhiệm của Sư đoàn 341, ngày 18 tháng 1, địch đã tập trung về các lực lượng như sau. Trung đoàn 703 ở khu vực núi Lô Via, phía bắc đường số 4, đối diện trực tiếp với Trung đoàn 270. Sư đoàn 221 và 152 ở khu vực núi Voi, phía nam đường số 4, đối diện trực tiếp với sư đoàn 273. Sư đoàn 340 ở khu vực Nam Tây Nam thị xã, đối diện trực tiếp với trung đoàn 266. Bọn Pol Pốt bắt lính lập nên các đơn vị địa phương. Lực lượng này lợi dụng địa hình phức tạp của rừng núi, tăng cường hoạt động, khi thì phân tán, khi thì tập trung, hòng xen kẽ giữa các đơn vị của ta và lực lượng quân đội bạn để chúng phục kích, đánh phá đường giao thông chặn đánh bộ đội hành quân, hoặc tối tối tiến công vào các phum xã mới thành lập để giết dân, giết cán bộ của chính quyền mới. Chúng tổ chức bao vây, bù bám, chia rẽ đơn vị của ta, tổ chức rất nhiều đội bắn tỉa, gây rất nhiều khó khăn cho phía ta. Với lực lượng đang còn rất mạnh, được dồn từ các địa bàn về đây, nên mật độ các sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn cùng các lực lượng vũ trang khác, cộng với chính quyền các công xã, các ăn ca ở khu vực Công công Sư Pư, là rất đông. Văn phòng 870 của bọn Pol Pot chỉ thị cho quân Pol Pot phản công, chiếm lại những địa bàn quan trọng, tiến tới giành toàn bộ lại đất nước. Thế là cuộc đọ súng cùng với đọ trí vô cùng gay cấn bắt đầu. Theo kịch bản đó, đúng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 1, bọn lính địch mở đợt phản công trên toàn tuyến phòng ngự của sư đoàn 341 ở hướng Bắc đường 26, chúng dùng 3 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 221 cùng với xe tăng thiết giáp yểm trợ đã liều lĩnh điên cuồng tiến công bao vây uy hiếp tiểu đoàn 2 của trung đoàn 273 đang bảo vệ đông nam thị xã Công Phong sư pư Việc chúng dùng lực lượng lớn cấp trung đoàn có cả xe tăng thiết giáp cùng pháo binh chi viện chủ động tiến công ta cũng làm cho ta bất ngờ nhất là anh em tiểu đoàn 2 chúng tổ chức bao vây chặt tiểu đoàn 2 cắt đứt liên lạc bằng hữu tuyến với trung đoàn bộ liên tục tiến công về hãm làm cho tình hình chiến sự ở khu vực tiểu đoàn 2 rất căng thẳng, thậm chí chúng tập kích thay nhau tiến công, quân đảo làm cho anh em không nấu được cơm, phải bỏ bữa nhịn đói hoặc phải sử dụng lương khô, lương thực dự trữ. Chỉ huy trung đoàn 273 vô cùng lo lắng, rất sốt ruột trước tình hình diễn biến của chiến sự. Các đơn vị khác bị chúng vây và tấn công nên chưa có cách nào chi viện cho nhau được, nhất là chi viện cho tiểu đoàn 2 anh em hy sinh bị thương nhiều. Nhưng phải để ngay tại vị trí của từng đại đội, tiểu đoàn mà chưa có cách nào chuyển về phẫu của trung đoàn được. Quân số bị thương mỗi giờ một tăng, nhưng trước sự bao vây chặt của bọn Pol Pot, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã rất dũng cảm chiến đấu, bám giữ chốt, trừ những chốt độc lập dâu tôm bị rơi vào tay Pol Pot. Còn lại tiểu đoàn 2 đã giữ vững được trận địa, đánh lùi nhiều đợt tiến công của bọn Pol Pot cường tập tấn công ảo ạt, không nhổ được chốt. Bọn Pol Pot thay đổi chiến thuật là bao vây o ép, rồi từ xa bắn pháo cùng các hỏa lực vào đội hình của ta. Hiểm độc nhất là chúng dùng rất nhiều súng bắn tỉa đã gây cho ta không ít thương vong. Sáng ngày 23 tháng 1, Ban chỉ huy trung đoàn điều tiểu đoàn 3 cơ động từ hướng 33 lên chi viện cho tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 3 vừa đi chuyển ra khỏi vị trí tập kết đã bị hai đơn vị cấp tiểu đoàn Pol Pot chặn đánh. Như vậy là chúng đã điều nghiên kỹ các vị trí đóng quân của ta. Chúng đã lên kế hoạch từ trước, tương đối cụ thể, nên rất nhanh chúng bu bám, ngăn chặn, hòng không cho tiểu đoàn 3 cơ động ứng cứu tiểu đoàn 2. Thế là trận chiến đấu ngoài công sự giữa tiểu đoàn 3 cùng hai tiểu đoàn của Pol Pot diễn ra vô cùng gây cấn và ác liệt. Anh em tiểu đoàn 3 sung phong nhiều lần, nhưng chúng cứ như dây cò tiến lùi giữ khoảng cách bám các đơn vị. Ta dừng thì chúng lại chủ động tiến công, dẫn dắt quân ta vào thế đánh của chúng. Đến khu vực nhiều che gai có lợi cho chúng thì chúng chốt cứng. Trong khi anh em mình đang ở thế bất lợi, phơi đội hình ra giữa chảng trống. Vào thời điểm 8 giờ sáng cùng ngày hôm đó, tôi với đồng chí Diến và ba anh em trong đội công tác đến phung gần đó để tổ chức xây dựng chính quyền, tuyên truyền giải thích Vận động nhân dân về tội ác của bọn Pol Pot diệt chủng Phát động nhân dân Cùng các lực lượng vũ trang Cùng sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam Để nhân dân quyết tâm tiêu diệt bọn Pol Pot Để có được cuộc sống hòa bình lâu dài Khoảng 100 người Giữ meeting thật vui Mọi người bầu ra được phung trưởng Hai phung phó cùng các tổ chức khác Khí thế của nhân dân thật sôi động Tội ác của tập đoàn Pol Pot In Sari thì ai cũng đã biết Anh em tôi giải thích sâu về việc có mặt của quân thủy nghiệm Việt Nam cứu giúp cách mạng và nhân dân Campuchia. Đến 10 giờ, bà con mời chúng tôi ăn cơm. Trong lúc tiếng súng của tiểu đoàn 3 và bọn Pol Pot vẫn vọng đến căng thẳng, chúng tôi cho bà con giải tán rồi đi về hướng tiểu đoàn 3. Sở chỉ huy của tiểu đoàn 3 cách đó khoảng gần một cây số. Trời nắng như đổ lửa, chỉ có một dòng mương nước cạn. Xung quanh khu vực toàn là bụi che gai. Bộ đội ta vô cùng gian khổ với nỗi thiếu nước ngọt. Đồng chí Phan Sĩ Thống, tiểu đoàn trưởng. Năm 1975, anh là trợ lý tác chiến tiểu đoàn 1. Anh em tôi rất thân nhau. Bây giờ khuôn mặt tiểu đoàn trưởng Thống đỏ gay, mồ hôi đầm đìa, trông rất mệt mỏi. Anh gào lên trong máy bộ đàm. Chỉ huy, các đội tiến công. Xung quanh là các đồng chí chính trị viên cùng các trợ lý. Các đồng chí thông tin trinh sát vây quanh. Nhìn nét mặt ai cũng căng thẳng. Bộ đội đã rất cố gắng nhưng không thể phát triển lên được. Tiếng súng, tiếng đạn của kẻ thù vẫn bắn trả điên cuồng. Tiếng đạn nhọn chiêu chiếu về sở chỉ huy. Các bụi che gai cùng lá cây khô cháy nổ lốp đốp. Khói khét lẹt giữa trời nắng. Điểm thêm tiếng nổ ung hoàng của B-40, B-41, cối, pháo, làm cho tình hình cùng bức tranh chiến trận càng thêm khốc liệt. Mọi người thoáng bừng vui khi tôi và anh em trong đội công tác đến. Sau mấy câu chào hỏi cùng mọi người, tiểu đoàn trưởng thống nhìn tôi thay cho câu chào, rồi tiếp tục cầm tổ hợp báo trực tiếp với trung đoàn. Báo cáo tình hình diễn biến của tiểu đoàn 3 gặp khó khăn, có dấu hiệu xấu xin chỉ thị của trung đoàn. Nhìn dáng mệt mỏi của tiểu đoàn trưởng thống, tôi nói mọi người pha nước đường cho tiểu đoàn trưởng. Rất may khi vào trong phum, lúc về bà con trong phum cho ít đường tốt nốt, cùng một gói me chua khô anh em cho đường cùng bóp me vào quậy. Chế biến ngay được thứ nước giải khát lý tưởng để mời tiểu đoàn trưởng cùng mọi người uống. Nước đường tốt nốt cùng vị chua của những quả me lúc này làm giảm sự căng thẳng mệt mỏi cho tiểu đoàn trưởng cùng toàn bộ anh em. Nhưng trước tình hình chiến trận gay go, tiểu đoàn trưởng thống vẫn có phần nản. Hình như anh thấy bất lực vì tình huống đang diễn ra ngày càng khó khăn phức tạp. Quân số thương vong được báo về ngày càng nhiều. Lúc đó tôi nói với tiểu đoàn trưởng thống cùng ban chỉ huy. Các anh thật bình tĩnh, đợi xem ý trung đoàn xử lý ra sao. Tôi bàn với đồng chí chính trị viên tiểu đoàn, cho anh em trong đội công tác, phát loa kêu gọi bọn lính Pol Pot hạ vũ khí ra trình diện. Anh thống trao đổi với ban chỉ huy, mọi người đồng ý về kế hoạch địch vận của tôi. Tôi nói đồng chí Diến cùng tổ công tác mang loa ra, cách vị trí chỉ huy của tiểu đoàn 3 khoảng 50 mét tìm một vị trí thích hợp có vật che đỡ, gác loa lên một chạc cây, rồi đọc lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc Campuchia. Lên án tội ác của cơ me đỏ, kêu gọi những lính Pol Pot trở về quê hương. Tiếng loa vang trong trời nắng, trong sự ngột ngạt của khói lửa chiến trận. Thật kỳ lạ, tiếng súng của phía Pol Pot im hẳn. Sau một lúc, chúng bắt đầu bắn. Nhưng tiếng súng có vẻ không gay gắt như trước. Một quả DKZ hay B-40 phóng nổ về hướng chúng tôi. Anh em trong đội công tác vẫn kiên nhẫn đọc những tờ truyền đơn, kêu gọi lính Pol Pot trở về, cùng cương lĩnh của cách mạng chính nghĩa Campuchia. Trong lúc đó, trung đoàn đã xử lý tình hình chiến trận là điều đại đội trinh sát 20 cùng một trung đội DKZ của đại đội 15, một trung đội 12 ly 7 của đại đội 16, tiến công đánh tạt sườn bọn Pol Pot, giải thế bế tắc cho tiểu đoàn 3. Được sự hỗ trợ của các lực lượng, tiểu đoàn 3 cũng sung phong, thoát khỏi tình thế khó khăn và địa hình bất lợi, rồi lại co về tạo thế phòng ngự chốt giữ. Như vậy, mục tiêu của trung đoàn, tiểu đoàn 3 đi giải vây cho tiểu đoàn 2 không thành công. Đồng chí Phan Sĩ Thống hiện đang nghỉ hưu cùng gia đình tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An với quân hàm đại tá. Vậy là tiểu đoàn 2 đã 3 ngày bị Pol Pot vây hãm, cô lập với các đơn vị nên tình hình vô cùng khó khăn. Nhiều vị trí chốt giữ của ta phải co lại. Đạn đã phải rất tiết kiệm dài sẻn. Trong lúc bọn Pol Pot vẫn hết tốp này đến tốp khác, thay nhau đột phá, lấn rũi. Chúng dùng cả B-40, B-41 bắn cầu vòng như mưa vào các vị trí chốt của ta. Sang đến ngày thứ tư, cuộc vây hãm của lính Pol Pot, tiểu đoàn trưởng Trần Đức Nghĩa bàn với tiểu đoàn phó Nguyễn Xuân Trường, đề nghị cấp trên cho pháo cao xạ 37 ly cơ động lên gần khu vực tác chiến, bắn chi viện, hỗ trợ cho tiểu đoàn 2 để phá vòng vây. Phương án được trung đoàn cùng sư đoàn chấp thuận. Trung đoàn điều thêm đại đội 20 cùng lực lượng hỏa lực tăng cường đánh hỗ trợ. Sau những loạt đạn 37 ly bắn dài như mưa vào khu vực cánh trái vòng vây của Pol Pot, tiếp giáp tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn phó Nguyễn Xuân Trường, quê ở Đông Cương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cùng đại đội 6 chủ động rời khỏi công sự tấn công. Hướng này đang có khoảng chục xe thiết giáp của Pol Pot, nên pháo 37 ly của ta dùng cả đạn nổ sát thương cùng đạn xuyên. Một xe bọc thép bị trúng đạn xuyên, số còn lại lùi. Đồng chí xạ thủ B41 Đặng Nguyên Hồ vọt lên bắn cháy liên tiếp hai xe nữa. Bọn thiết giáp quay đầu tháo lui. Đại đội 6 thừa thắng sốc tới cùng tiểu đoàn 3 đại đội trinh sát 20 cũng xung phong tấn công. Thế là trước ủng hộ mạnh mẽ của pháo 37 ly, cùng sự tiến đánh ba hướng của tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 và đại đội 20, vòng vây của Pol Pot đã bị phá vỡ. Hành lang tiểu đoàn 3 đến tiểu đoàn 2 tới trung đoàn bộ lúc 9 giờ đã được khai thông sau hơn 3 ngày bị cô lập. Lực lượng vận tải quân y nhanh chóng tiếp cận các đơn vị phân phát cơm nắm, nước uống, khiêng thương binh về phía sau. Xong trận chiến vẫn còn tiếp diễn, đến 14 giờ mới im hẳn tiếng súng. Chính thức lúc này, tiểu đoàn 2 mới thực sự được giải vây, phá tan được vòng vây của địch, phá tan cuộc phản công chiến lược của chúng. Xung quanh các chốt của tiểu đoàn 2, hàng trăm xác địch nằm rải rác khắp nơi. Cuộc phản công quy mô lớn đầu tiên cấp trung đoàn Pol Pot, hòng đánh mở bàn đạp phản công chiếm tái thị xã công bông sư pư đã bị bẻ gãy về cơ bản trận địa chốt của tiểu đoàn 2 vẫn trụ vững vàng song anh em bị thương và hy sinh cũng rất nhiều trong chiến thắng này phải chăng có sự góp phần của tiếng loa địch vận của tổ công tác định vận ngày hôm trước tối hôm đó tại khu vực đóng quân của trung đoàn bộ anh khương y sĩ trung đoàn bộ nói với tôi là được lệnh đi áp tải xe chở một số thương binh cùng liệt sĩ về Việt Nam. Anh Khương quê Thái Bình nhưng lấy vợ ở Sài Gòn. Khu vực trường đua Phú Thọ, nơi đơn vị đóng quân làm quân quản. Vợ vừa sinh con trai. Tôi sang chỗ anh Khương, có cả Hùng lái xe mới đã ở đó. Từ ngày ba anh em thường trò chuyện với nhau, anh Khương đang hí hoáy chuẩn bị đồ đạc sáng mai về nước. Nhìn nghe anh tính tính toán toán, thấy buồn cười và cũng dễ thương cho người lính chiến mới có con đầu lòng. Trong những ngày này, không phải chỉ có hướng của trung đoàn 273 là căng thẳng, mà ở hướng Bắc Tây Bắc và Tây Tây Nam thị xã Công Bông Sư Pư, nơi các trung đoàn bộ binh 270-266 trấn giữ, cũng không kém phần căng thẳng. Suốt cả tuần, chưa đêm nào anh được nghỉ trọn giấc vì những đợt tập kích bu bám nhỏ lẻ của Pol Pot kết hợp với những trận địa xung quanh, mưa hỏa lực từ xa vào các vị trí chốt của ta. Mục tiêu chiến thuật của bọn Pol Pot là tăng cường trinh sát, quấy rối để bộ đội ta lâm vào tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi. Những tôm lính Pol cỡ cấp trung đội thay nhau vào các điểm tựa của ta đánh lén, ném lựu đạn, bắn cấp tập một hồi. Khi ta đánh trả thì chúng lại chạy. Nếu chỗ nào thấy chốt của ta mỏng thì chúng hò hét, bắn phá mạnh hơn. Như vậy là chúng đã biết rõ các vị trí chốt và lực lượng phòng thủ của ta. Nhưng từ đêm nay, Ngày 23 tháng 1 thì các quy luật trên đã thay đổi. Cả đêm không thấy tiếng súng tập kích nhỏ lẻ nữa. Sở chỉ huy sư đoàn nhận định với dấu hiệu bất thường này có thể định chuẩn bị cho trận tiến công quy mô lớn của chúng. Phòng tham mưu sư đoàn tổng hợp tình hình thường xuyên theo dõi diễn biến của Pol Pot để thông báo cho các đơn vị. Nhắc phải đề cao cảnh giác phòng và chủ động đánh địch tập kích lớn. Mọi người như thấy dấu hiệu của trận chiến ác liệt khốc liệt đang tới. Khu vực chốt giữ của các đơn vị đang thực sự nóng lên từng giờ. Các đơn vị được thông báo về tình hình địch tổ chức vây hãm tiểu đoàn 2 mấy ngày, nên các trung đoàn 270, 266, đồn đốc các tiểu đoàn, đại đội tăng cường củng cố, phát hiện nhiều hầm hào, vụ chiến đấu, súng đạn đều được lau chùi, bảo quản sạch sẽ. Dự trữ lương thực khô cùng với nước uống đầy đủ mọi việc chuẩn bị cho trận chiến thật kỹ lưỡng, đối phó với đòn tấn công và bao vây dài ngày của Pol bon Pot. Trung đoàn pháo binh tăng cường lấy các phần tử bắn theo yêu cầu của các tiểu đoàn. Trung đoàn bộ và các đồng chí xạ thủ pháo được tăng cường trang bị thêm súng bộ binh, AK và liều đạn, sẵn sàng đánh cận chiến. Đúng là giờ đây, trên đất Campuchia, không có chỗ nào được coi là an toàn, không có chỗ nào được coi là phía sau, phía trước, như trận chiến biên giới trước đây nữa. Tất cả khu vực chốt nơi đóng quân của sư đoàn, tình hình chiến sự rất căng thẳng và nóng lên như chảo lửa. Dấu hiệu cho thấy bọn Pol Pot dùng cả xe tăng thiết giáp tấn công hướng trung đoàn 270-266 rõ dần. Khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 1, các đơn vị phía trước đều báo vào sở chỉ huy là hiện tượng một Pol Pot chuẩn bị tập kích các tuyến chốt. Không một ai ngủ được ai nấy đều ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, đánh trả địch. Đạn đã lên nòng, những quả lựu đạn đã được lau chùi cẩn thận, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng 5 giờ sáng, bọn Pol Pot bắt đầu đồng loạt đánh vào chính diện các chốt của cả hai trung đoàn 270, 266 ở hướng trung đoàn 2. Chúng dùng tới 8 xe thiết giáp M13 yểm hộ cho 3 tiểu đoàn tấn công vào các chốt của tiểu đoàn 8 và 9 tiếng súng bộ binh rộ lên từng đợt dài. Chúng để hai chiếc thiết giáp ở xa, dùng đại liên và 12 ly 7, liên tục xả đạn. Kết hợp DKZ trên xe thiết giáp, bắn sang phía quân ta. Cây cối gãy tả tơi, cùng đất đá tung lên. Trận chiến thực sự khốc liệt. Nhưng hai chiếc xe này cũng chỉ là nghi binh, thu hút sự chú ý. Sáu chiếc khác lợi dụng các bụi cây che khuất, tiếp cận vào trận địa chốt của đại đội 9, hòng đánh úp. Khi anh em phát hiện ra, thì xe bọc thép của chúng đã tới cách chốt đầu khoảng 100 mét. Sau các xe, lố nhố bọn bộ binh, lính áo đen đông như bầy kiến. Chúng đồng loạt bắn 12 ly 7, hòa lực vào chốt đại đội 9. Xe thiết giáp rú ga ầm ầm tiến vào rồi lại lui ra, liên tục nhả đạn. Cùng với tiếng hô xua lính như tiếng hò hét của lũ quỷ sát nhân, hòng uy hiếp tinh thần bộ đội ta. Trận chiến ác liệt đã diễn ra Trước sự tiến công điên cuồng của bọn Pol Pot, các chiến sĩ đại đội 9 anh dũng chiến đấu, giáng trả các đợt xung phong của Pol Pot bằng B40, B41 và bằng cả lựu đạn. Cùng sự phát huy hỏa lực cối 60 ly, cả súng M79 của Mỹ, nhưng do lực lượng của địch quá đông, chúng lại tổ chức tiến công nhiều đợt. Đến 10 giờ thì các loại hỏa lực B40, B41 của ta cũng đã hết đạn. Sức chống đỡ của anh em giảm xuống Trận đánh này tổn thất của ta khá lớn. Quân số của đại đội 9 hy sinh và tương vong tới 2-3 phần. Trước nguy cơ của đại đội 9 có thể mất chốt, ban chỉ huy tiểu đoàn liên tục chỉ huy đại đội giữ vững điểm tựa, chờ quân chi viện đến, nhưng chưa thể có lực lượng nào cơ động tiếp ứng cho đại đội 9 được. Trên toàn tuyến của trung đoàn 266, chỗ nào cũng đang bị chúng tập kích. Pháo cối của trung đoàn cùng sư đoàn bắn cũng nhiều. Nhưng thường là đã quá tầm Bọn lính này rất danh ma Chúng đều áp sát vào tuyến chốt của các đơn vị Nên việc chi viện của hòa lực lúc này hiệu quả không cao Diễn biến của trận chiến khu vực này đang rất bất lợi cho ta Mất điểm tượng của đại đội 9 Sẽ là tác động cả tuyến chốt phòng thủ Thế chân kiềng của tiểu đoàn 9 đã bị mất đi một chân Ảnh hưởng đến thế phòng thủ của cả tiểu đoàn Hệ lụy của nó còn lớn hơn cho tuyến phòng thủ của các đơn vị đứng chân gần đó. Đánh chiếm lại các điểm tựa đã mất bao giờ cũng rất khó khăn vì địch có công sự vững chắc, nắm phần chủ động. Hơn thế mất điểm tựa, tức là mất đất đai, thế tiến công cũng bị bẻ gãy. Lúc này bọn Pol Pot đã giành phần thắng dù là tạm thời. Việc chúng thắng trong trận đầu của chiến lược tổng phản công sau khi đã dụ ta vào dọ, lọt vào âm mưu của chúng là không thể được danh dự của người lính quân tình nguyện việt nam trách nhiệm của người chỉ huy trưởng của tiểu đoàn rất cao vô cùng nặng nề hơn bao giờ hết lúc này đòi hỏi người chỉ huy phải vô cùng bình tĩnh tuy rằng mọi vấn đề nhiệm vụ của tiểu đoàn đều có tập thể ban chỉ huy lãnh đạo của đảng ủy cùng bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ nhưng cũng cần có những hành động mạnh mẽ táo bạo quyết đoán cá nhân của người chỉ huy trong tình huống khẩn trương đối mặt với thách thức thế này thì vai trò trách nhiệm cũng như bản lĩnh của người chỉ huy càng phải thể hiện rõ nét cùng sự tỏa sáng đúng lúc. Sau khi hội ý với ban chỉ huy, tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng quyết định giao vị trí chỉ huy cho tiểu đoàn phó Nguyễn Văn Hùng, rồi anh cùng một chiến sĩ liên lạc, y tá tiểu đoàn và tiểu đội trinh sát gồm 9 tay súng, đồng chí Vũ Tiên là tiểu đội trưởng, hai tiểu đội vận tải gồm 12 đồng chí, tiểu đoàn trưởng Tùng mang vũ khí như một trung đội trưởng chỉ huy lực lượng trợ chiến. Các loại hỏa lực của trung đoàn 266 của tiểu đoàn 9 cùng cả sự chi viện tiểu đội súng máy của đại đội bộ binh bắn chi viện mạnh mẽ cho đại đội 9. Khu vực trước điểm tựa của đại đội phút chốc khói lửa bốc cao, cây cối gã ngả nghiêng, đất đai bị cày nát, mùi thuốc súng khét lẹt tỏa lan ra xa. Hỏa lực của Pol bon Pot vẫn từ xa câu vào khu vực chúng đoán là hầm học quân ta. Nhưng hỏa lực của các đơn vị nhanh chóng ghim đầu bọn áo đen này xuống hầm. Không thể ngóc dậy. Pháo địch đã làm một số chiến sĩ ta hy sinh bị thương. Có người máu loang khắp lưng áo. Những anh em bị thương nhẹ. Người cuốn băng trắng nhưng tay vẫn cầm súng hoặc nắm trong tay quả liều đạn đánh trả tiêu diệt địch. Trong cảnh đạn địch số như mưa, tiếng hồ chô trô, trô thúc lính sông lên của bọn chỉ huy địch. Điểm tựa mù mịt khói, các chiến sĩ thấy lực lượng tăng viện tiếp tục do tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng chỉ huy thì vô cùng phấn khởi. Anh em vận tải và trinh sát nhanh chóng được phân công ra các hướng để chốt giữ với anh em đại đội 9. Cán bộ chiến sĩ đại đội bám chốt mấy ngày trong cảnh đói khát nay mới được ăn lương khô, uống nước sôi để nguội. Tinh thần chiến đấu bừng lên sôi sục, kiên quyết không để địch nóng ra chiếm đất giành niềm tựa, đẩy ta về phía sau. Tiểu đoàn trưởng chỉ định đồng chí Trung đội phó lên chỉ huy đại đội 9, rồi dưới sự chỉ huy trực tiếp của tiểu đoàn trưởng, các tổ xốc lại đội hình, nhận thêm cơ số đạn, củng cố lại hầm hào. Người nào cũng nêu cao ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, cùng sự căm thù, danh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là phải chiến thắng. Khi đơn vị củng cố đội hình xong, thì lực lượng vận tải ở phía sau lên đến nơi điểm tựa được bổ sung thêm đạn dược hỏa lực trang bị đạn dược một số chiến sĩ vận tải nhanh chóng chuyển thi hài liệt sĩ về phía sau để đưa về nước chuyển thương binh nặng về hầm phẫu dã chiến của tiểu đoàn điều trị tiếng đạn cối chi viện cho quân ta vừa ngớt tiếng hò hét sung phong của lũ lính áo đen lại ầm ầm lên các hướng xe tiết giáp cùng các loại hỏa lực gầm gào điên cuồng nhà đạn vào chốt Tiểu đoàn trưởng Tùng thoáng nghĩ, bọn này định quyết chiếm điểm chốt đây. Tiếng hô của bọn đính địch đã rất gần. Các loại súng AK với những điểm xạ hai viên nổ chát chúa, bộ đội ta vẫn bình tĩnh, đợi địch đến gần để tiêu diệt. Những chiến sĩ kỳ cựu ngắm thật chúng những tên lính áo đen mà nổ súng. Chiến sĩ hỏa lực phụt B-40 vào đội hình địch, làm chúng nằm dí xuống đất. Trái đạn B-41 phụt trúng chiếc thiết giáp của địch. Chiếc xe đang chạy, khựng lại rồi rùng rùng bốc cháy. Một chiếc nữa bị đạn đứt xích, quay tròn tại chỗ. Nhưng bọn địch đã say máu, chúng vẫn hò hét tiến lên. Mấy chiếc xe tăng của chúng vẫn lấn rũi, lùi ra, tiến vào xỉa đạn 12 ly 7 và DKZ vào chốt. Bọn này thật lì lợm, phải diệt cho được mấy con bọ hùng giết người này, thì mới đánh bật được hết lũ giặc áo đen man dợ kia. Tiểu đoàn trưởng Tùng nghĩ vậy, rồi lấy khẩu B41 của một chiến sĩ bên cạnh. Anh đổi khẩu AK của mình cho xạ thủ B41 và ra hiệu người chiến sĩ đi theo mình. Lợi dụng địa hình, anh cùng chiến sĩ B41 vòng trách sang phải, tiếp cận gần xe của địch. Dưới làn đạn như mưa của chúng về phía trận địa chốt, tới một vị trí có lợi. Cách chia xe bọc thép chỉ còn khoảng 50 mét. Anh nhìn rõ thằng lính bắn 12 ly 7 trông như một con quỷ đen vẫy tay điên cuồng, nghiến răng, rồi kéo những loạt về phía bên trái, cùng hai thằng khác trên xe đang thao tác bắn DKZ điên cuồng. Nhưng chúng không ngờ, sườn chéo bên phải để lộ rất lớn đã nằm gọn trong vòng ngắm của cầu B41 của tiểu đoàn trưởng Tùng. Tiểu đoàn trưởng Tùng ngắm thật chắc rồi bóp cò, trái đạn phụt ra cuồng lửa bao trùm cả xe. Khẩu súng máy trên xe văng đi, tiểu đoàn trưởng Tùng nhanh chóng lắp đạn vào súng. Để chắc ăn bồi thêm một phát nữa vào chỗ cuồng lửa ấy. Chiếc thiết giáp dùng mình, hất sang một bên. Mấy tên lính bị văng ra hai bên. Chiếc xe bắt lửa, xăng dầu bốc lửa phụt cao. Thoáng chốc đã bùng cháy dữ dội. Sức nóng của xăng dầu, của sắt thép tỏa ra nóng bỏng. Cùng lúc đó, ở phía đại đội trưởng Nguyễn Hồng Quảng, cũng đã bắn cháy một chiếc thiết giáp nữa. Bọn bộ binh địch đã phát hiện ra vị trí bắn của tiểu đoàn trưởng Tùng. Nhưng rất kinh nghiệm, anh nhanh chóng lăn sang phải mấy vòng rồi vận động khoảng hơn chục mét để tránh đạn của bọn lính địch đang tập trung vào chỗ khói chưa tan. Anh tiếp tục lắp đạn vào khẩu B41 rồi ở tư thế quỳ bắn chiếc thiết giáp ở xa. Rất bình tĩnh, anh ngắm kỹ rồi bóp cò. Trái đạn phụt lửa, lao trúng mục tiêu. Chiếc thiết giáp bùng cháy, lửa bốc cao. Phút chốc lửa trùm lên, khói đen vần lên không trung. Nhưng lần này, Mục vị trí bắn của anh cũng đã bị lộ. Các loại súng của địch đã tập trung về phía anh. Nơi này là chẳng trống, không có vật che đỡ. Nhiều viên đạn thù đã găm vào người anh. Anh trúng đạn vào chỗ hiểm, gục ngay xuống. Trong tay vẫn nắm chặt cầu B41, không kịp nói được với anh em lời nào. Tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng đã anh dũng hy sinh. Tấm gương về ý chí cùng hành động chiến đấu vô cùng dũng cảm của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đại đội 9 cùng các chiến sĩ chính sát vận tải tăng cường. Mọi người bật lên khỏi công sự cùng tiếng hô sung phong vang trời. Những quả đạn B-40, B-41 cùng những loạt AK điểm xạ hai viên một quật ngã thêm nhiều tên nữa. Hai chiếc thiết giáp nữa bị trúng đạn. Chiếc còn lại quay đầu chạy, biến vào rừng dầu lúp xúp. Những tên lính áo đen cũng mất hồn, bỏ mặc những tên bị thương đang la hét chạy tục mạng vào rừng. Đợt tập kích quy mô lớn, ý đồ lớn của bọn Pol Pot vào ngày 25 tháng 1 đã bị đại đội 9 cùng lực lượng chi viện của tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng bẻ gãy. Chúng thua chạy tan tác với 7 xe bọc thép bị bắn cháy. Tổn thất nặng nề khiến chỉ huy của bọn Pol Pot vô cùng cay cú. Chúng vơ vét lực lượng khoảng một tiểu đoàn cùng 4 xe bọc thép yểm trợ, chia làm 3 hướng, tiếp tục tập kích đại đội 9. Anh em đại đội 9 đã không kịp nghỉ ngơi, tích cực củng cố hầm hào thi thể liệt sĩ tiểu đoàn trưởng văn đình tùng cùng với một số anh em chưa kịp đưa về phía sau thì địch chút mưa đạn vào khu vực chốt trận chiến ác liệt lại tiếp diễn các chiến sĩ ta kiên cường đánh trả bẻ gãy và đốn gục rất nhiều tên những chiếc xe bọc thép chỉ ở ngoài xa xỉa đạn vào khu vực chốt chứ không dám vào gần như trước nữa cùng lúc đó đại đội 9 cùng lực lượng tăng viện sau khi đánh tan bọn địch bu bám ở phía trước, đã lệnh đánh vòng lên ở phía sau. Những xe thiết giáp và lực lượng Pol Pot đang tấn công chốt của đại đội 9. Trung đội trưởng Quách Gia Chiên đã phát hiện ra mục tiêu thiết giáp. Anh chọn được mô đất cao, anh bình tĩnh nằm xuống, nhằm sườn trái chiếc thiết giáp bóc cò. Chiếc xe bùng cháy dữ dội, ba chiếc khác bị bất ngờ, quay đầu xe bỏ chạy. Quách Gia Chiên bắn quả thứ hai như không trúng. Một chiến sĩ từ phía sau vừa vận động lên nói Trung đội trưởng để em Đó là tiểu đội trưởng hoàn lực Anh nhanh chóng lắp đạn rồi quỳ bắn Quả đạn lao trúng đuôi xe phía đang chạy Lửa bùng lên Chiếc xe như đống lửa cố lết vào trong rừng Bị đánh tạt sườn Bọn bộ binh thấy xe tiết giáp bỏ chạy Thì mất hết hồn vía Bọn chỉ huy cũng chạy thục mạng Bỏ lại rất nhiều xác chết Trước trận địa đại đội 9 trận chiến tạm ngừng tiếng súng nhưng khói lửa của rừng cây cháy của những chiếc xe bọc thép vẫn đang cuộn lên trong nắng tiếng nổ lốp đốp của đạn trong xe như nói lên trận chiến thật khốc liệt vừa diễn ra mà người chiến thắng là các chiến sĩ của đại đội 9, tiểu đoàn 9 anh hùng những người đang sống đang chắc tay súng những người thương binh đang cầm chặt quả liều đạn tử thủ cùng sự hy sinh anh dũng của tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng cùng sự anh dũng và hy sinh của nhiều chiến sĩ trong đại đội đã góp phần tô thêm truyền thống hào hùng của sư đoàn của quân đội, cao hơn nữa là các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam anh hùng. Trong trận này còn có một mũi phối hợp tiến công cùng đại đội 9, diệt địch. Tôi được gặp lại anh Vũ Tiên, hiện đang sinh sống ở quận Tân Phú. Anh Tiên cho biết hôm ấy đơn vị đã phối hợp tiến công địch và đã cùng lập công. Chứng kiến tinh thần chiến đấu ngoan cường, xông lên diệt địch như một xung kích của tiểu đoàn trưởng Tùng. Các anh vô cùng khâm phục khi bộ đội vận tải chuyển thi thể anh Tùng về phía sau. Các chiến sĩ mặt xám khói đạn đã đứng lặng, súng vẫn chắc tay như thầm hứa với tiểu đoàn trưởng Tùng sẽ noi gương anh và tấm gương chiến đấu của anh Tùng được bộ đội truyền nhau. Họ kể cho nhau ghe về những tấm gương lớn để mọi người noi theo. Tiểu đoàn trưởng vắt Đình Tùng đã đi vào tâm hồn người chiến sĩ sư đoàn 341. Đến bây giờ, sau gần nửa thế kỷ, chúng tôi vẫn dây dứt bởi liệt sĩ Văn Đình Tùng, chưa được tuyên dương danh hiệu xứng đáng với đời chiến sĩ và lòng quả cảm hy sinh vì sự nghiệp cao cả của quân tình nguyện Việt Nam trên đất Chùa Tháp. Đồng chí Văn Đình Tùng quê ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Anh là người cán bộ, luôn bám sát đơn vị cơ sở, chăm lo cho đời sống chiến sĩ một người chỉ huy giỏi. Liệt sĩ và Đình Tùng xứng đáng ghi tên mình và truyền thống anh hùng của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở khu vực chốt của tiểu đoàn 5 cũng không kém phần ác liệt như chiến sĩ ở tiểu đoàn 9. Từ 10 giờ sáng cùng ngày, chúng dùng 3 tiểu đoàn lính bộ binh cùng 6 chiếc xe bọc thép M113 tăng cường liên tục tập kích vào đại đội 5 và đại đội 7. Đến 10 giờ sáng thì quân số mỗi đại đội chỉ còn lại 1 4 nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường. Cán bộ đại đội 7 đã ba lần phải thay người do thương vong. Lực lượng dự bị của tiểu đoàn đã tung ra hết. Cán bộ chiến sĩ trinh sát vận tải anh nuôi của tiểu đoàn đã được tăng cường xuống, chi viện cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Tình hình vô cùng phức tạp. Sự bu bám của bọn Pol Pot vẫn như chưa có dấu hiệu dừng lại. Các loại hỏa lực của chúng vẫn từ xa câu vào các khu vực chốt, đạn nổ ung hoàng điểm độ như đan mắt sàng, nguy cơ mất chốt cũng thật cao. Đến 15 giờ, trung đoàn tập trung tối đa hỏa lực để chi viện, dùng hai đại đội của tiểu đoàn 4 cùng 4 xe thiết giáp bí mật vòng sau đội hình Pol Pot bu bám tiểu đoàn 5, bắn cháy 3 xe bọc thép ở khu vực đồi không tên, giải nguy cho tiểu đoàn 5. Cùng lúc đại đội 6 cùng các lực lượng còn lại của tiểu đoàn 5 xuất kích ngắn để đánh ép bọn lính Pol Pot Trước đòn đánh tập hậu hiểm ác của lực lượng xuất kích của chốt, bọn Pol Pot hoảng loạn vỡ trận. Nhưng chiến trận vẫn kéo dài đến khoảng 18 giờ. Khu vực này mới tạm im tiếng súng, say máu và điên cuồng trước sự thất bại của những ngày đầu phản công, với những thiệt hại rất nặng. Nhưng dưới sự thúc ép của bọn đầu sỏ, bọn chỉ huy các sư đoàn lại hối thúc các đơn vị cấp dưới tăng cường tập kích các chốt của ta, ban ngày và cả ban đêm. Có những ngày chúng lại dùng cả xe bọc thép, xe tăng cùng pháo binh tổ chức cấp trung đoàn tấn công chốt của ta. Mặt khác, chúng giáo giết phong tỏa, đánh phá đường giao thông nhiều nơi, hòng ngăn chặn việc vận chuyển tiếp tế của ta. Giai đoạn cực kỳ khó khăn của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 cũng như tất cả quân tình nguyện Việt Nam ở các chốt phía trước, các đơn vị trực tiếp chiến đấu, tỷ lệ thương vong của ta ngày càng cao sinh hoạt vật chất của bộ đội khó khăn ngày càng tăng dần. Thời tiết của đất Campuchia đang trong mùa khô, cái nắng, cái nóng này như cùng lúc hùa với bọn địch, khiến cuộc sống của bộ đội vô cùng căng thẳng, gian khổ. Có nơi địch và ta khống chế, tranh nhau từng vũng nước, quanh hồ nước, quanh các vũng nước nhỏ, đã có cả các xác địch và máu của đội mình hòa ở trong đó. Tên nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam đang tới gần. Nhưng trong lúc này, tình hình chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng. Chẳng ai nghĩ đến Tết nhất được. Các thủ trưởng sư đoàn, trung đoàn, ai nấy đều gầy dọc hẳn, mặt trũng sâu thâm quầng. Sư đoàn trưởng Vũ Cao và chính ủy Nguyễn Quế có lẽ là người lo lắng nhất. Suốt ngày khi ở sở chỉ huy, lúc thì xuống đơn vị nắm tình hình. Chỉ huy trực tiếp trước tình hình nhiệm vụ chính trị của sư đoàn trên đất chùa tháp chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế giúp bạn giá trị vinh dự thật lớn lao song trách nhiệm cũng thật nặng nề chúng ta không phải chỉ như giúp bạn về kinh tế mà là cả xương máu của các bộ đội quân tình nguyện việt nam những người con yêu tú nhất của đất nước việt các anh là biểu tượng cao quý của những người việt nam trên quốc tế với tinh thần cao cả giúp bạn là giúp mình coi nhân dân bạn như chính đồng bào của mình Sư đoàn trưởng đi lại trong hầm chỉ huy, suy nghĩ về phương án đánh địch trong thời gian tới. Nơi đứng chân của sư đoàn là khu vực nhà máy đường, trước kia nhưng bỏ hoang, từ khi bọn Pol Pot lên nắm quyền. Từ đây tới thủ đô Nông Penh, chừng 20 cây số. Sư đoàn trưởng vỗ vỗ chán, nói một mình. Phải tìm phương án tối ưu nhất để đánh địch, cải thiện tình hình. Chợt ông dừng lại, nhìn rất lâu vào tấm bản đồ tác chiến treo ở trên vách hầm. Những bình độ khác nhau ở phía tây thị xã Công Bồng Dục Pư, Địa hình thật là lý tưởng cho chiến thuật chiến tranh du kích. Nơi này rừng đại ngàn, xen kẽ là những đỉnh núi cao, không quá 100 mét, rồi nâng cao dần về phía tây, nơi tiếp giáp biên giới Thái Lan, giống như dãy Trường Sơn mà ngày kháng chiến chúng ta đã tận dụng núi rừng đại ngàn làm cơ sở, căn cứ để xuất phát tiến công các căn cứ của Mỹ Ngụy ở đồng bằng miền Trung. Trong đầu sư đoàn trưởng lóe lên một phương án tác chiến mới phải nắm rõ địa hình hơn thực lực của địch nhất là vũ khí của bọn tàn quân pol pot đang sử dụng kể cả xe bọc thép xe tăng pháo binh của chúng với số lượng địch nhất là biên chế các sư đoàn thì ta không thể dùng cụm từ truy quét tàn quân địch ít ra là trong giai đoạn này nghĩ vậy sư đoàn trưởng đi sang hầm chính ủy nguyễn quế lúc ấy chính ủy nguyễn quế cùng trưởng phòng chính trị bàn về công tác chính trị trong thời gian tới tình hình diễn biến phức tạp nhiều cán bộ chiến sĩ sau thời gian dài đánh giặc đã mệt mỏi có ý muốn nghỉ xả hơi ngại đi truy quét địch đơn vị dừng chân tại chỗ cảnh gác thiếu chặt chẽ đã tạo cơ hội cho lính địch tập kích đáng ngại hơn là một số cán bộ tiểu đoàn trung đoàn trợ lý các phòng ban cũng đã nhiễm tư tưởng mệt mỏi muốn xả hơi dịp này trong cuộc đời cũng như trong chiến đấu không ai muốn làm việc chiến đấu dài ngày bộ đội muốn được dừng lại bồi dưỡng được đi phép được về hậu phương đó là nguyện vọng đúng đắn nhưng giờ đây kẻ địch sau khi bị đánh tan tác đã nhóm lại tổ chức phản kích tập kích quân ta gần đây có bài hát rất hay dù rằng đời ta thích hoa hồng kẻ thù buộc ta ôm cây súng ca từ thật ý nghĩa dân tộc việt nam luôn mong muốn hòa bình người dân và chiến sĩ muốn có được cuộc sống bình yên hạnh phúc gia đình làng quê bên vợ con hàng xóm bạn bè những kẻ địch gây hấn xâm lược nước ta buộc ta phải cầm súng một lần nữa từ bài hát này chính ủy nguyễn quế tìm ra được lý lẽ tình cảm xen lẫn lý trí để truyền cảm hứng chiến đấu cho bộ đội cấp trên đã lường trước được những khó khăn vô cùng lớn khi làm nghĩa vụ giúp bạn nên đã có chương trình giáo dục bộ đội chặt chẽ rút kinh nghiệm từ những năm tháng giúp nước bạn lào và cả những ngày quân ta giúp nhân dân campuchia đánh mỹ nhưng chưa bao giờ chúng ta đưa nhiều sư đoàn sang giúp bạn như thế này. Vẫn biết bộ đội đều xác định giúp bạn là tự giúp mình. Nhưng tình hình vẫn diễn ra phức tạp. Bọn đế quốc, bọn phản động quốc tế đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm bôi nhọ thiện trí và tấm lòng cao cả của ta. Trong nước, theo thông báo của cấp trên, bọn phản động đã kích động một số quần chúng nhẹ dạ cả tin, những thành phần bất mãn, gây ra những cuộc biểu tình chúng vu cáo ta bài xích người Việt gốc Hoa. Chúng ra sức chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của ta có từ lâu đời, đặc biệt từ khi đảng ta lãnh đạo, luôn coi trọng tình đoàn kết keo sơn, sự bình đẳng của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Âm mưu của địch là gây mất trật tự xã hội, đưa chúng ta vào thế phải đối phó với thủ trong giặc ngoài. Bọn phản động vốn là quân của chế độ cũ, bấy lâu nằm yên, nay bắt đầu gượng dậy, hoạt động chống phá, một số người Việt gốc Hoa đã bỏ cơ ngơi gây dựng cả đời người và ra đi. Họ đi bằng cách vượt biên, vượt biển, ảnh hưởng đến tính mạng rồi phải sống trong các trại tị nạn rất cực khổ. Chúng ta đã khuyến cáo, kêu gọi họ ở lại xây dựng gia đình quê hương đất nước, mọi khó khăn rồi sẽ qua, nhất định đời sống nhân dân được cải thiện, ấm no hạnh phúc, nhưng nhiều người không nghe theo. Bước vào hầm sư đoàn trưởng Vũ Cao, chào mọi người rồi với giọng chậm rãi ông nói với chính ủy nguyễn quế nhiệm vụ của sư đoàn ta lúc này là đánh địch bảo vệ các mục tiêu quan trọng như nhà máy công sở hỗ trợ bạn xây dựng chính quyền nhân dân như vậy là rất đúng nhưng tôi thấy dùng cụm từ truy quét địch là chưa chính xác chưa thật hợp lý truy quét nhẹ quá chưa hợp với tình hình chiến sự địch vẫn còn rất mạnh chúng ta đã đánh tan giã các đơn vị cấp sư đoàn nhưng phần lớn quân số chúng vẫn tồn tại và chúng đã được tập hợp và đã phản kích lại ta từ chỗ nhận định của ta chưa thật chính xác trong khi chiến sự xảy ra ác liệt đã ảnh hưởng tới tư tưởng của bộ đội tôi nhận xét vậy anh thấy sao chính ủy nguyễn quế gật đầu tôi hoàn toàn đồng ý với anh dùng chữ truy quét là chưa chính xác vì lực lượng định vẫn còn mạnh có nhiều hỏa lực xe tăng chúng ta còn phải mở những trận đánh lớn mới tiêu hao được lực lượng của chúng hai người cán bộ đứng đầu sư đoàn nhất trí với phương hướng hành động mới là phải chuyển từ phòng ngự truy quét sang tiến công truy quét liên tục phá vỡ đội hình của địch kêu gọi binh lính chúng về với nhân dân muốn vậy phải có phương án nắm địch tốt bao vây chặt kết hợp với hỏa lực pháo binh xe tăng đánh những trận lớn vào mục tiêu đổ não của địch kiên quyết phá sản âm mưu quấy phá đánh lén của lực lượng diệt chủng pol pot Muốn vậy, chúng ta phải bao vây địch rất chặt, dùng lực lượng nhỏ để truy quét, đánh ngay khi địch dừng chân để nhen nhóm căn cứ, làm cho chúng bị động đối phó, tinh thần sa sút dẫn tới tàn giã. Cùng lúc phải giúp bạn xây dựng chính quyền nhân dân, giúp lực lượng vũ trang của bạn trưởng thành hơn, ổn định đời sống nhân dân bạn. Chính ủy Nguyễn Quế trao đổi với sư đoàn trưởng về tình hình tư tưởng của bộ đội trong khi làm nhiệm vụ mới. Bộ đội đã được phổ biến công tác dân vận và đã thực hiện nghiêm kỷ luật chiến trường, bảo vệ tốt tài sản, tính mạng của nhân dân bạn. Cho dù còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng không hề đụng chạm tới cơ sở vật chất của bạn. Đó chính là phẩm chất cao quý của quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có sư đoàn 341 chúng ta. Trong thời gian này, khu vực tiểu đoàn 1, trung đoàn 273 cũng thường bị bọn lính Pol Pot vây lấn, tập kích. Các đại đội đã chiến đấu anh dũng tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Nhưng xem ra lũ giặc đã bị đánh tan tác, vẫn rất sảy máu. Bởi sự thúc ép của bọn chỉ huy các cấp vốn rất ảo tưởng, dùng chiến tranh du kích để quấy rối tiêu diệt đối phương. Tuy vậy những trận bắn cối, pháo các loại vào điểm tựa của ta cũng làm anh em ta thương vong nhiều. Tiểu đội 10 đại đội 3 bị trúng một quả đạn DKZ từ phía xa bắn tới, khiến đồng chí dự tiểu đội trưởng khẩu đội cối, người thay tôi từ năm 78 Cùng hai chiến sĩ hy sinh Nhắc đến tiểu đội này Tôi nhớ tới chuyện sáng ngày 8 tháng 1 Lúc chúng tôi đang đứng chân ở Nông Pinh Đồng chí Hoài nhập ngũ năm 74 Người mà tôi đã kể ở tập trước Rất hay hát bài Thành phố buồn Của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Chiếc xe máy định bỏ lại Phóng đi chơi nhiều nơi Hoài vốn tinh nghịch, thích tự do Nên chúng tôi khuyên thế nào cũng không nghe Một hôm Hoài đi rồi mất hút không về nữa Chúng tôi cho người tìm cũng không thấy. Mấy ngày sau, anh em mới phát hiện thi thể hoài với nhiều vết đạn nằm cách khu vực đóng quân vài cây số. Chiếc xe máy vẫn nằm bên cạnh. Giáp mặt với địch nhiều lần không việc gì, nhưng khi lơ là mất cảnh giác hay vô kỷ luật là phải trả giá. Cái giá là của tính mạng mình. Đau đớn thay, mấy ngày sau tôi được tin đồng chí Doan quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Vệ binh trung đoàn thường hay đến chơi với tôi vừa được đề bạt tiểu đội trưởng cũng hy sinh. Bộ đội ta vẫn bị thương vong nhiều. Ở đại đội 1, đơn vị cũ của tôi, đồng chí Khoa năng thực, quản trị trưởng quê ở An Lão Hải Phòng, trước khi nhập ngũ là giáo viên thể dục cấp 3, có vóc dáng to khỏe cũng hy sinh vì đạn pháo. Chúng tôi cũng được biết ở các đơn vị khác, bộ đội bị thương và hy sinh thường xuyên. Như vậy thời gian này, tỷ lệ thương vong của bộ đội ta khá cao. Điều này chứng minh nhận định của chỉ huy sư đoàn là rất chính xác. Thời gian này công tác dân vận hết sức bận rộn. Những người dân bị bọn lính Pol Pot ép chạy theo chúng vào phía rừng khi rút khỏi các tại tập trung này trốn thoát được ra. Bộ đội ta đón đưa về quê cũ. Quê cũ là những phung sóc bị bỏ hoang. Từ khi bè lũ diệt chủng lên nắm quyền, này đã tan hoang. Cái ăn hàng ngày không có, nhà cửa bị mục vì mối mọt, giếng nước cỏ trùm lên cả miệng thậm chí giếng phía dưới là xác chết xác của người thân thích là cha mẹ ông bà anh em của họ bộ đội trực tiếp là các chiến sĩ dân vận tới cùng các chiến sĩ các đơn vị mang lương thực thực phẩm đến cấp phát sửa chữa làm nhà mới đào giếng lại cho dân đa số người dân nhiễm bệnh sốt rét rừng bệnh đường ruột và nhiều thứ bệnh ngoài da bác sĩ y sĩ các đơn vị nhanh chóng đến thăm khám cấp thuốc chữa trị ban dân vận chúng tôi thường xuyên đến các phúm sóc tôi gặp một cô gái trong tốp người vừa từ rừng ra nói tiếng việt rất sõi tên cô là trần thị nhị nhị cho biết gia đình cô sinh sống ở thủ đô Nông penh đã rất nhiều đời cuộc sống khá sung túc êm ấm thời bấy giờ đất nước campuchia rất bình yên lương thực thực phẩm dồi dào con người chân thực hào phóng nhưng rồi bè lũ pol bon pot chiếm thành phố xua tất cả nhân dân ra khỏi từng đoàn lính áo đen tay lăm lăm súng xông vào từng nhà ép dân ra khỏi nhà chúng bảo là không ra khỏi thành phố sẽ bị chết nhân dân ngơ ngác có hiểu gì đâu và nỗi sợ quá chừng nên phải nghe theo chúng ai chống cự liền bị đập chết bằng báng súng và bằng diều bằng búa họ bị đưa lên xe đến các trại tập trung ở giữa đồng hoang rừng rậm để xây dựng nền kinh tế để cải tạo cho sạch đầu óc tư sản chỉ mấy ngày sau chúng phân loại dân phân loại độ tuổi, gia đình bị xé nhỏ ra, cha mẹ cũng phải đi mỗi người một nơi, gia đình Nhị cũng vậy, bây giờ cô không biết cha mẹ, anh em mình ở đâu nữa. Nghe Nhị trò chuyện thỉnh thoảng khóc, chúng tôi rất xúc động, muốn giúp cô tìm gia đình, nhưng điều kiện lúc đó rất khó. Chúng tôi an ủi cô, đất nước đã giải phóng, thế nào rồi cũng gặp lại cha mẹ, anh em, gia đình sẽ sum họp. Trước yêu cầu có người thông thạo tiếng Khmer và tiếng Việt. Chúng tôi mời cô ở lại làm phiên dịch cho bộ đội. Cô đồng ý ngay. Nhị cũng muốn qua công tác này để góp phần giúp bộ đội quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ góp phần xây dựng đất nước Campuchia ổn định, phát triển sau họa diệt chủng kinh hoàng. Từ khi có cô Nhị, cán bộ chiến sĩ tiểu ban dân vận chúng tôi hăng hái học tiếng Khmer hơn. Tiếng Khmer là tiếng nằm trong hệ đại ngôn ngữ Khmer, đơn âm tiết, số lượng từ giao tiếp hàng ngày nhiều nhưng không phong phú nghĩa như tiếng Việt nên dễ học. Được cô giáo Trần Thị Nhị giảng nghĩa từng từ, kể cả cách nói lóng, tôi hiểu ra điều thú vị là người Campuchia rất giàu tính hài hước. Chuyện Tiếu Lâm Khmer cũng hóm hỉnh, chẳng thua chuyện Tiếu Lâm của nước ta. Qua ngôn ngữ chúng tôi hiểu đồng bào Campuchia thật mộc mạc, chân thực, phóng khoáng. Họ ít khi dùng những từ dung tục thóa mạ nhau. Đó cũng là phẩm chất đáng quý của một dân tộc lấy Phật giáo làm quốc đạo. Nhị biết tiếng Việt, nhưng do lâu không sử dụng nên nhờ chúng tôi luyện thêm. Sau những buổi xuống phun sóc giúp dân, chúng tôi học được tiếng Việt, tiếng Khmer. Những buổi học đan sen, hai ngôn ngữ thật vui. Tuổi trẻ, được làm nhiệm vụ cao cả, chúng tôi sống trong sáng vô tư, đều mong muốn giúp nhân dân Campuchia nhanh chóng ổn định cuộc sống, hồi sinh. Người lính tình nguyện cũng mong hoàn thành nhiệm vụ để trở về tổ quốc nơi có gia đình thân quý của mỗi người. Giữa lung công việc bộn bề như vậy, đồng chí Đặng Thành Văn, sau khi điều trị lành vết thương trở về, anh Văn mạnh khỏe, chúng tôi vui mừng khôn xiết. Anh Văn cho biết, sau khi bác sĩ mổ lấy đầu đạn ở trong đùi da, thì vết thương mau lành, hiện tại sức khỏe anh bình thường. Tôi cảm ơn anh Văn đã lãnh viên đạn thay cho mình. Nghe vậy anh Văn cười to, đúng là trong chiến tranh, nhiều chuyện rất khó giải thích như là sự suy khiến của số phận vậy. Anh Văn vẫn tiếp tục làng trưởng tiểu ban địch vận. Công việc của riêng tôi đỡ vất vả hơn. Trước đây tôi vừa phải họp hành, giao ban với cấp trên, vừa xuống các vùng sóc, gặp gỡ nhân dân, phổ biến chính sách của chính phủ bạn cho đồng bào hiểu, hay cấp phát lương thực, thực phẩm. Nhiều lúc bận rộn không kịp nghỉ. Nay anh Văn đảm nhiệm việc giao ban, họp hành. Tôi cũng đỡ việc đi nhiều. Trung đoàn bộ 273 nhận lệnh di chuyển lên phía trước để gần với các tiểu đoàn hơn. Di chuyển một cơ quan trung đoàn là phải có công tác chuẩn bị. Trung đoàn lập một đoàn đi tiền trạm, hay nói cách khác là tìm nơi đứng chân mới để thuận lợi, để chỉ huy các đơn vị. Ở chiến trường Campuchia, còn phải tìm nơi có nguồn nước để sinh hoạt. Đoàn gồm 30 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Chiến, chủ nhiệm trinh sát dẫn đầu, và cán bộ các phòng ban, chủ nhiệm chính trị trung đoàn Đặng Văn Lưa cử tôi cùng Sa Trơn phiên dịch viên tham gia đoàn tiền trạm địa điểm mới này có một chuyện nhỏ tôi muốn kể để bạn đọc hiểu thêm ở chiến trường có lúc chúng tôi cũng biểu hiện những va chạm nhỏ nhặt đó là tiểu ban dân vận có một cái loa to chạy bằng 8 cục pin đại thời kỹ thuật số bây giờ các bạn trẻ nghe có thể rất ngạc nhiên nhưng thời đó có cái loa như vậy để kêu gọi địch đầu hàng hay về với nhân dân với cách mạng để hưởng khoan hồng, làm người lương thiện có cuộc sống yên ấm là rất quý. Loa to, rất cồng cành. Nhưng chẳng hiểu lý do gì, anh Văn cứ yêu cầu chúng tôi mang theo. Tôi thấy vô lý nên nóng mặt cự lại. Đoàn đi trinh sát là đi bộ phải luồn rừng lội suối. Nhiều nơi còn có địch ẩn nấp, mang theo thì không tiện. Hơn thế khi chúng phục, chúng tôi còn phải chiến đấu, nên mang loa theo rất bị động vướng víu hãy để nay mai khi trung đoàn đi bằng ô tô sẽ đem theo thì tiện hơn thông thường tôi góp ý là anh văn nghe liền nhưng bữa nay tôi góp ý nói hoài mà anh văn cũng chẳng nghe anh dứt khoát bắt tôi làm theo chúng tôi đã nặng lời với nhau cuối cùng tôi vẫn mang theo nhưng trong lòng ấm ức tôi nghĩ ông này ấm đầu sau này tôi hiểu ra có thể tôi đã nói chưa khéo khiến anh văn tự ái vì anh là cấp trên bị tôi khước từ chăng? Sau mấy chục năm, anh Văn nhận sổ hưu về quê hương Thái Bình sinh sống. Chúng tôi lại thường xuyên gặp nhau. Câu chuyện ấy đã trở thành chuyện vui. Đội hình tiền trạm có tới 30 người. Ngoài cán bộ tham mưu tác chiến hậu cần, ban chính trị có tôi và phiên dịch xa trơn. Một tiểu đội trinh sát, một tiểu đội công binh và một tiểu đội vận tải. Trong một chuyến đi thị sát tiền trạm là khá đông. Dĩ nhiên công tác bí mật được nêu lên hàng đầu phương án tác chiến khi đụng độ hay lọt vào ổ phục kích của địch cũng đã tính tới kỹ lưỡng. Sa Trơn là người nhanh nhẹn nhất, thông thạo địa hình, biết cách đi đường luồn rừng. Cuộc đời Sa Trơn cũng đã cực khổ, cùng gia đình bị đầy vào trại tập trung, cận kề cái chết như nhiều người dân Campuchia trong chế độ diệt chủng. Nhưng rồi Sa Trơn bị bắt vào lính Pol Pot, bị điều về sư đoàn 3 chủ lực, trong một lần bị điều động đến sát biên giới để đánh sang Việt Nam. Sa Trơn cùng mấy người bạn đã chạy sang Việt Nam và được bộ đội Việt Nam chào đón, cung cấp đồ ăn, thức uống. Chính phủ cách mạng cứu nước Campuchia ra đời. Sa Trơn hăng hái tham gia hoạt động, mong muốn góp phần loại bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, xây dựng đất nước mình hồi sinh, phát triển, làm phiên dịch cho một đơn vị chủ lực gặp nhiều gian khổ. Sa Trơn vẫn vui. Qua Sa Trơn, tôi hiểu được nét tính cách gan lì, vui nhộn, hóm hỉnh của người dân Khmer anh em. Bây giờ đây Sa Trơn và tôi đang hành quân trong đội hình. Trên người Sa Trơn có vũ khí, gạo, còn thêm cái loa cổng cành. Hành quân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Đội hình xuất phát lúc 13 giờ, đi theo con đường đất, chạy giữa vùng rừng che lúp xúp thân vàng, nhiều gai sắc. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy thấp thoáng, nhà sàn của nhân dân. Tọa độ sẽ tới là một phum nhỏ, cách vị trí đóng quân cũ chừng 8 số. Lúc này vị trí đóng quân của các tiểu đoàn xa nhau, nên tạo điều kiện kẽ hở cho lính Pol tập kích, phục kích. Nếu gom các tiểu đoàn lại gần nhau, sẽ tạo nên thế co cụm, hỗ trợ nhau tốt hơn. Chúng tôi hành quân dưới cái nắng gay gắt, vừa đi vừa quan sát. Có khi phải dừng lại để trinh sát lên trước giò địch. Khi thấy yên tĩnh mới quay lại ra hiệu tiếp tục đi. Được chừng 4 số đã nửa chặng đường. Đến nơi, bên trái che gai mọc dày, bên phải ruộng sình lầy. Chính sát thấy phía trước có bóng áo đen chạy qua đường, vội ra hiệu dừng lại. Mọi người nhanh chóng dạt sang hai bên đường, sẵn sàng chiến đấu. Đợi chừng 15 phút, chẳng thấy động tĩnh gì. Trường đoàn chiến cho chính sát đi trước, đội hình phía sau cách 50 mét. Nếu phía trước địch phục, sẽ tạt sang hai bên để đánh. Đi được một quãng, các trinh sát phát hiện giày dép còn mới giày dép mấy trái mìn chôn vội lấp đất chứa kín các chiến sĩ công binh nhanh chóng vô hiệu hóa được mấy trái mìn thì cùng lúc các loại súng của bọn pol pot phục kích từ hướng trái và phía trước đồng loạt nhả đạn vào đội hình tiền trạm tiếng đạn b 40 b 41 mươi ung oàng tiếng đạn nhọn chiu chiếu về phía chúng tôi cùng những tiếng hô chô chô ẩm ĩ tôi nghĩ nhanh thôi bị phục rồi trong đầu tôi như có linh tính là sẽ gặp nguy hiểm Trước khi rất có thể xui xẻo trong chuyến đi này Nhóm trinh sát đi trước lùi lại Cùng đội hình vừa lùi vừa bắn trả bọn phục kích Đồng chí Chiến truyền lệnh chỉ nổ súng Khi nào trông thấy mục tiêu để tiết kiệm đạn Và đợi lực lượng cứu viện lên Cùng lúc đồng chí Chiến điện báo về trung đoàn tọa độ Của đoàn tiên Trạm bị phục kích và xin cứu trợ Súng của bọn phục kích vẫn nổ đều Về phía đoàn công tác đã thấy loáng thoáng bóng áo đen Di chuyển trong các bộ tre Về phía cuối đội hình Tôi thoáng nghĩ Bọn này dở trò vòng tập hậu mình đây Nghe tiếng nổ của các loại súng Anh Chiến nói địch khoảng có một đại đội Vì chúng không thể có số lượng đông hơn Trong khu vực này Bọn này là lực lượng Luôn lách tập kích chúng ta bất ngờ Rất may là chúng ta đã phát hiện sớm Nên không bị vấp mìn Và chúng không kịp chặn đầu chặn đuôi đội hình anh Chiến ra hiệu đồng loạt nổ súng nhằm bắn, nhất là những thằng vòng bọc ở phía sau. Súng M79 thật tác dụng. Anh em liên tục cóc vào những bụi tre, trong đó có những bóng áo đen của bọn Pol Pot. Lúc này tôi và Sa Trơn ở cuối đội hình trực tiếp đối mặt với đội hình vòng bọc. Tôi ra hiệu cho Trơn chiến đấu, cùng lúc súng của bọn vòng bọc đã xối xả về phía chúng tôi. Phía trước, súng cũng vẫn rộ lên đều cùng những tiếng chô chô của bọn quỷ áo đen. Nhưng cũng chưa có tên nào vượt lên mặt đường, chúng vẫn nấp trong các bụi tre đối diện, bắn ra loạn xạ. Cứ thoáng thấy bóng chúng là tôi điểm xạ. Mỗi điểm xạ là hai viên một, xa trơn điểm xạ chưa tốt, lúc thì kéo ba bốn viên, lúc thì tắc cú viên một. Tôi nói phải tiết kiệm đạn. Được cái là chúng tôi đang được ôm ta lui đường nên dễ quan sát. Có bệ bắn và quan sát chúng rất tốt đã có mấy bóng áo đen định vượt đường tôi nhằm bắn một thằng ngã ngửa ra phía sau hai thằng còn lại lôi tên chúng đạn chạy lùi tôi và sa trơn bồi thêm vào đó mấy loạt nữa bóng một thằng nữa đổ ập xuống đạn của chúng xối xả lại phía chúng tôi nhiều hơn trận chiến kéo dài gần một giờ súng của chúng đã ngớt nhưng có vẻ chúng cố kìm chân chúng tôi bây giờ tôi mới nghĩ đến cái loa dân địch vận Tôi nói với anh Chiến để Sa trơn kêu gọi địch vận bọn này. Tôi kể cho anh Chiến nghe hôm ở tiểu đoàn 3 địch vận rất tốt. Tôi ra hiệu cho Sa trơn cả bằng mồm lẫn bằng tay. Ý nói chúng phải đầu hàng vì đang có quân tình nguyện Việt Nam từ hai hướng đánh tới và chính sách của mặt trận cứu nước chân chính Campuchia rất thông minh. Sa Trơn hiểu ý ngay, lùi xuống mép đường phủi bụi và bật loa thử giọng. Đã quen thuộc Sa trơn nói một hồi. Tiếng súng của chúng tóp tóp về phía chúng tôi rồi im bặt. Lúc sau, từ trong có ba tiếng súng AK như bắn lên trời, báo hiệu cho bọn phục kích rút hết. Cùng lúc từ hai hướng của lực lượng ứng cứu đại đội 9 và đại đội trinh sát cũng ảo tới. Chúng ba lực lượng bắt liên lạc với nhau. Kết thúc của hành quân bị phục kích căng thẳng. Chúng tôi tiếp tục hành quân về địa điểm mới hôm sau ban chính trị và trung đoàn bộ cũng đã tới vị trí mới tôi kể lại cho anh văn việc hành quân bị phục kích và sa trơn kêu gọi địch phận rất hiệu quả anh văn được thể nói đấy ông thấy chưa tôi nói ông mang loa đi thì ông cứ nói này nói nọ tôi thì nói nhưng đi tiền trạm mang loa đi cồng cành sao ông không để mang theo ô tô mà trước khi đi cãi nhau xui xẻo bỏ mẹ nếu không có loa không cãi nhau thì chắc gì đã bị Pol Pot phục kích. May mà chúng tôi không dính, mọi người lại cùng cười xòa. Chủ nhiệm chính trị Đặng Văn Lưa bàn với chúng tôi về công tác dân vận trong giai đoạn mới, nhất là khi chúng ta sắp trực tiếp phối hợp với các đơn vị quân đội cách mạng cứu nước Campuchia làm nhiệm vụ. Anh Lưa có phong cách nhẹ nhàng, sống chan hòa tình cảm. Những lúc rỗi rãi, anh em chúng tôi ngồi bên bàn nước tâm tình. Anh và tôi gắn bó nhiều năm trong một trung đoàn Giờ đây vào giữa năm 2018, khi tôi đang chép lại dòng hồi tưởng này, anh Đặng Văn Lưa, người cán bộ sông sáo trên mặt trận biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, đã phải nằm một chỗ sau cơn đột quỵ. Anh Lưa quê ở thôn Mía, đoan bái Hiệp hòa Bắc Ninh, hiện nay đang cư trú tại Hà Nội. Thương đồng chí chủ nhiệm chính trị thời khói lửa chiến tranh, vô cùng, nhưng chúng tôi được bất lực. Nơi đứng chân của Trung đoàn 273 gần thị xã Công Bông Sư Pư. Tiếng Khmer, Công Bông Sư Pư là bến đón châu. Phải chăng trước kia nơi đây có chợ buôn bán nhiều châu? Nhân dân ở đây xây dựng nhà gần các bến sông, tận dụng nguồn nước ngọt. Tiểu đoàn 1 đứng chân gần trung đoàn bộ. Lúc này trung đoàn được phối hợp với một đại đội quân cách mạng Campuchia với phiên hiệu là đơn vị Z. Cán bộ, chiến sĩ đại đội Z rất thân thiện với bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi luôn tiếp xúc, bàn bạc, phối hợp công tác. Nhiệm vụ của bộ đội tình nguyện là giúp đơn vị bạn huấn luyện, tác chiến, làm công tác dân vận. Nói chung, biên chế sinh hoạt của các đơn vị bạn giống như quân tình nguyện. Lúc đó, anh Phạm Anh Sướng, tham mưu phó trung đoàn 273, được tăng cường với tiểu đoàn 1. Ngoài nhiệm vụ tăng cường chỉ huy, anh còn có nhiệm vụ giúp đại đội Z làm nhiệm vụ anh Sướng có dáng thấp đậm, da đen, tóc xoăn, rất giống người nước bạn. Anh là người chiến đấu dũng cảm. Tôi quen biết anh từ lúc anh còn là trung đội trưởng. Khi giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội 6 của tiểu đoàn 2, trong một lần đi truy quét, đại đội lọt vào ổ phục kích của tiểu đoàn địch ngay ở giữa đồng. Lợi dụng những lùm cây, anh cơ động chỉ huy đại đội đánh lui từng đợt công kích của địch. Bên ta thương vong 20 người, anh cũng bị thương Đại đội diệt được 16 tên lính Pol Pot, giữ vững địa bàn tới khi đơn vị khác đến chi viện. Ngày 18 tháng 7 năm 1978, anh là chỉ huy trưởng tiểu đoàn 2. Chính trong trận trên đồng nước mà tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, anh Nguyễn Sông Tao hy sinh. Đơn vị anh vẫn chiến đấu ngoan cường. Trong chiến dịch giải phóng nông Penh, anh vẫn cùng các sĩ quan tác chiến ngồi trên xe jeep dẫn đầu đội hình tiến công địch. Bất chấp đối phương phục kích chặn đường một người lính như anh rất cần cho đơn vị và một chặng đường mới mẻ mở ra trước mắt anh. Nhưng hỡi ôi, chính trong những phút không kiềm chế được bản năng dục vọng, anh đã vi phạm kỷ luật chiến trường rồi bị lĩnh mức án cao nhất. Để bảo vệ uy tín bộ đội tình nguyện, làm gương cho kẻ khác, anh bị thi hành án ngay trên chiến trường. Đây chính là bản án nghiêm khắc nhất, vụ án đầu tiên của bộ đội tình nguyện, cho thấy tính nghiêm khắc của quân đội ta vụ án này cũng làm giảm thành tích của trung đoàn 273. Nhưng cũng có tác dụng cảnh cáo. Trong suốt thời gian, 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất chùa tháp, bộ đội ta không hề mắc phải kỷ luật nặng như thế. Mọi nhiệm vụ chiến đấu, công tác sẵn sàng, chấp nhận gian khổ hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đều hướng tới sự ổn định, hồi sinh của đất nước chùa tháp, nên đã được nhân dân tin tưởng yêu quý. Nhân dân đất nước chùa tháp đã gọi quân tình nguyện Việt Nam là đội quân nhà Phật. Tình hình chiến sự vẫn ác liệt, cho thấy chúng ta không thể đứng chân một chỗ để chờ địch đến đánh. Lúc này mật độ quân địch tụ về ngày một nhiều. Nếu chúng ta co cụ, rất dễ bị động mà phải chủ động để tiến công địch trên quy mô lớn. Đánh lớn là phải có sở chỉ huy, hiệp đồng binh chủng, muốn tiêu diệt và làm tan rã quân địch, phải tổ chức bao vây thật chặt. Trước mắt là phải bẻ gãy các đợt tập kích lớn của địch, phá thế bao vây của chúng có như thế ta mới mở rộng địa bàn giải phóng số dân đang bị địch kìm kẹp đưa họ về các phung sóc có tiêu diệt địch chính quyền nhân dân bạn mới củng cố xây dựng mạnh được các bộ các cấp nhanh chóng phổ biến tinh thần kế hoạch tác chiến công tác đảng công tác chính trị trong thời kỳ mới thấy được cách mạng campuchia các phát triển phần lớn nhân dân bạn đã trở về phung sóc được sự giúp đỡ của việt nam đang ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Mọi người đều phấn chấn hẳn lên, không khí chiến đấu của các đơn vị rất khẩn trương. Các trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội nhanh chóng sốc lại đội hình, sẵn sàng cơ động chiến đấu. Theo kế hoạch, đầu tháng 2 năm 1979, trung đoàn 270 sẽ tổ chức vận động tiến công tiêu diệt địch đang chốt giữ trước tiểu đoàn 5 của ta. Theo chính sát, lực lượng chúng có khoảng 1.000 tên của sư đoàn 703 yểm trợ cho bọn này là 10 chiếc xe tăng, 5 khẩu pháo 105 ly. Chúng được giao nhiệm vụ đánh chiếm bằng được thị xã Công bông Sư Pư vào thời gian tới. Vì vậy, ta phải chớp thời cơ hành động, phá tan tủ loạn của địch. Ngày 14 tháng 2, vào lúc 23 giờ, tiểu đoàn 4 được trinh sát dẫn đường bí mật luồn sâu 16 cây số vào ém gọn cánh phải phía sau đội hình địch. Cùng thời gian ấy, tiểu đoàn 6 áp sát cánh trái Đến 4 giờ ngày mùng 4, tiểu đoàn báo về sở chỉ huy là đã vào được vị trí của địch, không phát hiện được. Trong lúc đó, tiểu đoàn 5 vẫn nằm ở vị trí cũ, kiên trì đánh trả những đợt tập kích của địch. Đây cũng là nghệ thuật nghi binh, tạo cho địch tưởng ta vẫn chưa hành động gì cả. Gần sáng, đã có 6 chiếc xe tăng của lữ 22 cơ động đến sát gần tiểu đoàn 5. Đúng 5 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 2, pháo binh trung đoàn 5 năm đã nhả đạn vào mục tiêu đã định là phía trước tiểu đoàn 5. Tiếng pháo dứt, tiểu đoàn 5 đồng loạt bật khỏi công sự, xung phong. Xe tăng lao lên mở đường, bị đánh bất ngờ, địch lui về phía sau. Nhưng đúng một giờ sau, địch sử dụng xe bọc thép, pháo binh đánh trả quyết liệt với ý định chiếm vị trí đã mất. Nhưng chúng đã bị lọt vào ý định trước của ta là nhử địch vào vị trí định sẵn. Khi tất cả hỏa lực pháo binh địch lộ diện, Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh ra lệnh cho tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 4 nổ súng tiêu diệt địch bằng thế bao vây, chặt ở phía sau lưng chúng. Địch hoàn toàn bất ngờ, vội tháo chạy nhưng đã không kịp. Tất cả xe tăng, pháo binh của chúng đều bị ta tiêu diệt. Hướng tiểu đoàn 5 là hướng chính diện nên được xe bọc thép yểm trợ tiến công mạnh mẽ. Quân ta đã lần lượt tiêu diệt từng cụm chốt của đội địch. Đội hình địch bị xé tơi tả binh lính tháo chạy thục mạng vào trong rừng sâu. Đây là trận chiến thắng lợi nhất của trung đoàn 270. Giữa lúc có chủ trương đánh lớn, tiêu diệt, làm tan rã binh lực địch. Hiệu suất chiến đấu rất cao, đã mở màn cho phương thức tác chiến mới của quân đoàn 4. Trung đoàn 273 và trung đoàn 266 cũng nhận lệnh, chuẩn bị tiến công vào sâu căn cứ địch. Ngày 7 tháng 2, trung đoàn 273 và 266 bung ra khỏi điểm tựa để đánh địch. Trung đoàn 273 đánh địch ở núi Voi, nơi sở chỉ huy sư đoàn 221 của Pol Pot. Trong trận này, trung đoàn đã giải phóng được một vùng đất rộng, đưa hàng nghìn dân về quê cũ. Đây là số người bị địch bắt đi xây dựng căn cứ. Trước khi về, nhân dân được cấp gạo thực phẩm. Số gạo này ta thu được ở sở chỉ huy địch, thu bao nhiêu, phát hết cho dần hết. Công tác của ban dân vận nhiều hơn khi trung đoàn 273 mở rộng khu vực tác chiến. Nhân dân được giải phóng ngày càng nhiều, các phùm xã lần lượt được giải phóng. Chúng tôi hình như cơ động liên tục, tổ chức gặp gỡ nhân dân ở phùm này đến phùm khác, phổ biến chính sách đại đoàn kết của chính phủ cách mạng cứu nước Campuchia. Nhờ có thêm cô nhị, một người thông thạo tiếng Khmer, vận động nhân dân nên kết quả rất tốt. Có những khi cơ quan chúng tôi bị địch tập kích, các đồng chí người campuchia chiến đấu cô nhị và sa trơn chiến đấu dũng cảm ngoan cường như những người lính thực thụ thời gian này chúng tôi gặp một người phụ nữ tên là the tuổi chừng 30 quê ở tỉnh can đan cách cầu monivong chỉ vài cây số chồng và con cô the đã bị pol pot sát hại khi kể cho chúng tôi nghe cô đã khóc rồi tỏ lòng căm thù bè lỗ diệt chồng pol pot cô muốn làm việc gì đó để trả thù cho chồng cho con và đền đáp công ơn chính phủ cách mạng cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam. Tôi yêu cầu cô giúp phiên dịch. Cô The đồng ý ngay. Có thêm cô The, công việc của ban dân vận tốt hơn, thuận lợi hơn. Những lúc rảnh rỗi, hai cô kể cho chúng tôi nghe cuộc sống đen tối trong trại tập trung của bè lũ Pol Pot. Các cô cũng vui sướng vì được sống tự do, được nói tiếng mẹ đẻ. Tuổi trẻ nên chúng tôi dễ hòa đồng, không hề phân biệt chức vụ hơn thế, chúng tôi đang làm nhiệm vụ vô cùng cao cả là góp phần đưa đất nước chùa tháp hòa bình, nhân dân sống tự do, tình hữu nghị Việt Nam-Capuchia Cà ngày càng bền chặt. Sau khi lãnh đòn tiến công nhiều vũ bão của lực lượng cách mạng, các sư đoàn còn lại của địch bắt đầu hợp quân, bắt thêm lính, hòng phản công chiếm vùng đất ở phía Tây. Từ căn cứ trong rừng, chúng tràn xuống đánh chiếm đường số 4 thuộc tỉnh Công Pông Sư Pư, địch hoanh hoang sẽ dùng nơi đây làm bàn đạp để đánh chiếm thủ đô Nông Pinh. Ở một số tỉnh khác, địch gượng dậy, mở những đợt đánh chiếm giao thông, quấy rối các phung sóc, hòng gây mất an toàn cuộc sống của nhân dân. Suốt thời gian dài chiến đấu không ngừng nghỉ, bộ đội ta cũng đã thấm mệt. Số cán bộ chiến sĩ hy sinh ngày một tăng. Đây là quy luật của chiến tranh. Khi chúng ta đánh hành tiến, sức công phá mạnh, uy hiếp địch, khiến chúng khủng khiếp, không thể chống cự. Nhưng khi ta dừng địch hoàn hồn, chúng gượng dậy phục kích, tập kích vào đội hình ta, khiến ta thương vong nhiều. Thời gian này, chúng ta đã ở xa hậu phương, nên việc tiếp tế lương thực thực phẩm, vũ khí cũng rất khó khăn. Vì đường dài, qua những nơi địch thường tập kích, nên ta gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 5 tháng 2 năm 1979, các cơ quan trinh sát thông tin của sư đoàn phát hiện khoảng 100 đầu máy thông tin vô tuyến địch phát tín hiệu thông tin. Sư đoàn trưởng Vũ Cao nhận định Sau khi thua đau Địch bắt đầu có âm mưu mới Chúng sẽ tấn công Hòng chiếm lại vùng đất giải phóng Trong đó chính diện là thị xã Công Bông Sư Pư. Trước nhận định ấy Ban chỉ huy sư đoàn nhất trí Phải chiến đấu đánh mạnh Để phá sản âm mưu của địch Kiên quyết bảo vệ thị xã Công Bông Sư Pư, Cũng như địa bàn sư đoàn đảm nhiệm Các đơn vị trinh sát của ta Tăng cường nắm địch Và đã phát hiện địch đã tập trung 5 sư đoàn đối đầu với sư đoàn 341. Ý định chúng là đánh thẳng vào sư đoàn, chiếm bằng được tình lị cấp bông sư pư để gây tiếng vang trên trường quốc tế mong được tìm nguồn viện trợ. Tình hình vô cùng phức tạp. Nếu chúng ta chỉ be bờ phòng thủ quanh thị xã thì khó có thể giữ vững thị xã này. Mất thị xã thì coi như mất cả tỉnh và mất luôn chính quyền non trẻ của cách mạng. Địch sẽ giết nhân dân để trả thù rồi thủ đô nông Penh sẽ bị uy hiếp. Vì thế, bằng mọi giá, sư đoàn phải đánh bại địch, bảo vệ vững chắc địa bàn. Sư đoàn trưởng Vũ Cao, cán bộ tham mưu tác chiến, nhanh chóng bàn bạc lên phương án. Một trận đánh lớn sẽ mở ra cho sư đoàn. Với phương thức tác chiến là bí mật luồn sâu, đột kích mạnh, đánh nhanh để tiêu diệt gọn từng đội hình địch. Đêm ngày 15 tháng 2, được pháo binh bắn dọn đường. Trung đoàn 273 bí mật rời khỏi điểm tựa, hành quân luồn sâu vào sau lưng đội hình địch. Dự định ngày hôm sau sẽ bắt liên lạc với tiểu đoàn 6, trung đoàn 270 sẽ bao vây tiêu diệt địch. Lúc này địch dồn hết quân vào nơi này để tiến công thị xã Cơ Pông Sư Pư. Khi đã bị lọt vào hai gọng kìm của trung đoàn 273 và trung đoàn 270, chúng vẫn không hề biết lực lượng pháo binh, xe tăng đang hỗ trợ trung đoàn 266 cũng đã lên phương án phối hợp tiến công địch. Mũi chính diện địch đang uy hiếp thị xã Cộng Bồng Sư Pư. Do chủ quan, bọn chỉ huy Pol Pot vẫn không phát hiện được kế hoạch lớn của ta. Chúng dùng hỏa lực mạnh, bộ binh đông tấn công thị xã Cộng Bồng Sư Pư. Khi chúng nổ súng, được chừng 20 phút, lực lượng của chúng đã bị lộ hết. Chính lúc này, hai trung đoàn của ta mới nổ súng tiến công từ phía sau lưng địch. Đây chính là đòn hiểm nhất vì khi địch hùng hổ tấn công thì bị chia cắt sau, không có lực lượng chi viện, sẽ dẫn đến nguy cơ tiêu diệt lớn. Đúng vậy, pháo binh của chúng ta đã dội thẳng vào đội hình địch. Phía trước địch là trung đoàn 266 đánh thẳng, phía sau là trung đoàn 270 và trung đoàn 273 bao vây, bọc kín. Địch bị bất ngờ lớn, đội hình mau chóng rối loạn, không còn biết thế nào để chống đỡ. Bọn chỉ huy cùng binh lính tháo chạy toán loạn nhưng chúng chạy đến đâu cũng đều gặp lực lượng của ta giằng bẫy binh lính địch vội vứt vũ khí trốn vào các lùm cây ven các kênh rạch đều bị quân ta bắt sống hai ngày sau cuộc tập kích của năm sư đoàn pol pot bị phá sản hoàn toàn quân ta bắt được rất nhiều tên chỉ huy và rất nhiều binh lính địch chúng ta cũng đã đưa nhân dân bị chúng kìm kẹp về các vùng sóc